Chương 741, ta sợ phiền toái mọi người khổ cực rồi, hôm nay tới đây thôi. Sớm nghỉ ngơi đi, ngày mai rồi lại tiếp tục. Lời này vừa nói ra, Ngô Gia liền thở phào một hơi, cuối cùng cũng được đi ngủ. Nào ngờ Ngô Lam ở bên cạnh lại bất mãn nói. Lúc này mới làm được có mấy giờ mà đã đòi đi nhỉ, tổ công kiên chính là phụ trách việc công kiên. Chút khó khăn nhỏ như vậy mà cũng không cách nào vượt qua sao. Tiếp tục đi. Toàn bộ phòng tài liệu yên tĩnh trở lại, mấy người hồ thu sinh đồng loạt nhìn chằm chằm về phía tô vũ cô mốc này là bị ngươi lừa từ đâu về đây thật sự đã lén tẩy não cô nàng rồi à tô vũ ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng đoạn khuyên can cái kia mô lam chúng ta không phải chỉ làm trong một ngày hai ngày chúng ta sẽ còn theo đuổi chặng đường này rất lâu cần phải có sức khỏe và sức chịu đựng bền bỉ hôm nay ngươi phải nghỉ ngơi tốt thì ngày mai mới có tinh lực tiếp tục ta biết ngươi muốn xuất lực vì mọi người vì nhân tộc bất quá khổ nhàn kết hợp thì hiệu quả mới càng tốt các ngươi muốn đi thì đi trước đi, ta muốn làm thêm một lúc nữa. Ngô Lam không để ý tới hắn, Tô Vũ đúng là tên ngốc, không có nghị lực gì cả, ngươi làm nghiên cứu khoa học như chúng ta thì phải làm việc suốt đêm mới phải, ngươi thì biết cái gì a? À? Tô Vũ bất lực, trong lòng cực kỳ lo lắng, ngươi mà làm quá sức rồi đột tử chết đi. Cô nãi nãi của ngươi sẽ đến giết ta. Dù cô nãi nãi của ngươi nể mặt liễu lão sư mà không giết ta thì tỷ tỷ ngươi cũng sẽ không mềm lòng đâu. Dù tỷ tỷ ngươi nể mặt sư phụ mà không giết ta nhưng ta nghe nói, mô gia nhà ngươi vẫn còn khôn ít vị cừu giả chẳng phải mẫu thân của mô nguyệt hoa là nhật nguyệt sao bà ấy cần gì phải nể mặt ai có lẽ sẽ thật sự giết ta đó thật lo lắng nhắc mới nhớ lão nương của cô nãi nãi ngươi thì ngươi gọi bà ấy là cái gì nhỉ tâm tư tô vũ hốt hoảng mô nguyệt hoa là muội muội của gia gia ngô lang nói như vậy phụ thân của ngô nguyệt hoa chính là tăng tổ phụ ông cố của ngô lam hiểu rồi vậy vị nhật nguyệt kia chính là tăng tổ mẫu bà cố của nàng ta nghĩ đi nghĩ lại Tô Vũ bỗng nhiên thấy hơi lạnh giấy, "Mô Lam, tăng tổ mẫu của ngươi có yêu thương ngươi không?" "Ha?" Mô Lam sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn hắn, "Có gì đáp nấy?" "Dĩ nhiên rồi, trước khi tăng tổ mẫu của ta bế quan thì bà là người thương ta nhất, hiểu ta nhất, so với tỷ tỷ ta thì bà còn yêu chiều ta hơn." "Nan nó." "Vậy thì ngươi càng không thể đột tử ở chỗ ta, không ai thương không ai đau ngươi thì thôi." Nhưng một vị Nhật người coi ngươi như bảo bối thế kia thì ta rất sợ phiền toái. Tô Vũ lại khuyên nhiều vài câu, buộc nàng ấy phải sớm nghỉ ngơi, đi ngủ, không cho làm việc nữa. trong lòng hắn không khỏi cảm khái. ngươi có bối cảnh lớn rất nhiều a. hồ thu sinh, gia gia hy là nhật nguyệt, mùa lam, tăng tổ mẫu của nàng là nhật nguyệt, kỳ tiểu mộng, cha nàng là nhật nguyệt, vạn minh trạch, nhì gia gia của cậu ta là nhật nguyệt, triệu thế kỳ, gia gia của hắn cũng là nhật nguyệt, hà hồ Vưu. cha cậu ta là nhật nguyệt đỉnh phong, nhì gia gia cũng là nhật nguyệt, mà tăng tổ phụ thì đã sớm đạt tới vô địch cảnh đại hạ phủ có không ít cường giả sắp xếp sự tình bên này xong tô vũ cũng không ở lại lâu hắn quay về trung tâm nghiên cứu văn nảm sáng mai phải rời đi sớm đêm nay hắn cũng cần chuẩn bị một ít việc tuy nói lần này chỉ ra ngoài ngoại ô thường thì vẫn còn trong phạm vi phủ thành thì sẽ không xảy ra chuyện gì nhưng ai biết trước được chắc chắn khô giam giữ tô vũ lần nữa tiến vào hắn mặc kệ vài đầu đại yêu khác vừa đến đã nhìn thẳng về phía ảnh tử đoạn hỏi ngươi và thủy nhân đều biết cách ẩn giấu hành tung rất lợi hại ngày mai ta muốn ra ngoài học phủ, cần một vị bảo tiêu đi theo. Trong hai người, ai nguyện ý tiếp nhận vị trí này? Thủy nhân, Lăng Vân thất trọng, ảnh tử, Lăng Vân tam trọng, hắn vừa dứt lời, ảnh tử còn chưa kịp nói gì, Bạch Ly đã cấp tốc chen vào, "Tô đại nhân, tuy ta chỉ là đằng không, thế nhưng ta rất am hiểu việc ẩn nấp hành tung, ngụy trang." Và lại tốc độ còn cực nhanh hoàn nha cũng suốt ruột tự tiến cử bản thân, "Đại nhân, cả y ta nhỏ xíu, dù cho khôn ngụy trang thì bình thường cũng sẽ không làm ai chú ý, chiến giả thì ta không có cách nào đối phó thế nhưng gặp phải văn minh sư cho dù là sơn hải thì ta chỉ cần phun một ngụm bản mệnh hỏa diễm bắn ra là cũng đủ khiến đối phương thụ thương nó nói năng gấp lắp như vậy trong hai lồng giam còn lại toàn sơn ngưu và toàn nghi còn gấp gáp hơn tí gì a à? tô vũ chỉ muốn tình kẻ giỏi am hiểu ngụy trang vậy thì hai đứa bọn nó ra giày thịt béo bị hắn chê rồi toàn sơn ngưu vội vàng nói đại nhân này muốn ra cửa thì đừng nên đi bộ mau ta theo đi đi đường vừa nhanh lại vừa vững chắc Tô Vũ mặc kệ chúng nó. Quan Lò đáp: Tạm thời không cần. Mặt khác, ngày mai ta sẽ theo lên nhị tử của hạ phủ chủ cùng đi. Các ngươi biết con trai của Hạ Long võ không? Chớ cùng ta dở cho gian. Ở nơi này, nếu các ngươi dám tổn thương hắn, hoặc là ngu ngốc có ý định bắt lấy hắn để uy hiếp hạ phủ chủ, coi như các ngươi trực tiếp đào một cái huyệt chôn mình rồi. Lời này vừa nói ra, vài vị đại yêu liền chấn động. Tô Vũ cũng không nói nhả. Lần nữa cầm máy thông tin lên ngoại tới dãy số của hạ hổ vưu hạ hổ vưu ngáp dài một cái lầu bầu hỏi lại có việc ngày mai ngươi y theo ta đi một chuyến tới vạn tộc hố đi ngươi vào cũng được không thì ở ngoài canh cũng được giúp ta uy hiếp mấy đầu đại yêu một phen ta định ngày mai để chúng nó hộ tống ta tới đó nhưng lại sợ chúng nó tạo phản sân hãi ta trấn áp không được để ta tìm người đi theo ngươi không phải mạnh nhất là lang vân đẹp hạ hổ vưu tức giận mắng lang vân thì trực tiếp làm thịt la là được rồi giữ lại làm gì chẳng lẽ là gia hỏa nguyên thủy thần tộc hoặc là thủy ma tộc lăng vân không có nhiều tác dụng tổ vũ không phải ta muốn nói ngươi như một điểm ánh mắt sao ngươi cũng chẳng có trừ phi là con non bằng không cao tuổi thì giết bán thi thể được rồi tác dụng không lớn bồi dưỡng đều không được giá trị gì dứt lời ha hổ vưu lại chửi bậy mà lần này ngươi lại còn đòi ta đi theo làm bảo tiêu cho ngươi uy hiếp đám gia hỏa kia ngại nó có phải ngươi rảnh quá không có chuyện gì làm thích hành ta không thân phận của ta mà đặt tại vạn tộc thậm chí đặt tại hai tộc thần ma thì cũng phải là vai vế điện hạ hơn nửa đêm ngươi lại vì sự tình nhàm chán này mà đánh thức ta bất nói nhảm đi tô vũ khôn chút khách khí đáp cùng lắm thì khi ta nghiên cứu có kết quả ta sẽ ngươi cho ngươi thêm một thiên giai công pháp giống lần trước như vậy đã được chưa đầu dây bên kia an tĩnh trong nháy mắt sau một khắc hà hồ vưu cười rộ lên tô ca ca ngày mai tùy thời gọi ta chỉ là mấy tên tiểu yêu tiểu quái mà dám làm ầm ĩ ta sẽ bảo long võ vệ quét sạch hang ổ của chúng nó cho toàn tộc nhà bọn nó đều xong đời mấy câu này của hạ hổ vưu đã trực tiếp đâm thẳng vào tim của vài đầu đại yêu trong lồng giam nhi tử của hạ long võ có tầng tổ phụ là vô địch phụ thân cũng sắp tiến giai vô địch chính như hạ hổ vưu đã nói thân phận này của cậu ta đặt tại bất kỳ chủng tộc nào khác thì cũng là đại nhân vật là thái tử điện hạ của một phương long võ vệ nếu thật điều động toàn bộ diệt tộc thì cũng không đến mức đó dù sao thì mấy đầu đại yêu ở đây đều là bài danh phía trên chủng tộc nhưng chắc chắn là long võ vệ thừa sức khiến cho chủng tộc nhà chúng nó tổn thương nguyên khí nặng nề vậy được rồi ngày mai lại gọi ngươi ta cúp máy đây đừng a à. tô ca ca ngươi có thật sao nói sau nhé tô vũ trực tiếp dập máy thông tin nếu thật sự phải đưa ra bộ công pháp thứ hai thì giao cho hạ hổ vư cũng tốt tại đại hạ phủ nếu ngươi không cùng hạ gia tạo mối quan hệ tốt đẹp thì tháng ngày sau này sẽ không mấy thoải mái hạ hổ vương nếu là địch vậy thì quên đi nhưng hiện tại tốt xấu gì cũng tính là bằng hữu thân thiết, cho hạ hổ vư công pháp. Trên người mình sẽ nhiều thêm một tầng ô dù, chuyện này để sau lại nói. Chương 742, không có thiên lý, Tô Vũ nhìn về phía mấy đầu đại yêu, thản nhiên hỏi, ảnh tử, thỉ nhân, các ngươi ai nguyện ý đi theo ta, ảnh tử tham thảm thờ dài, Tô Đại Nhân, ta nguyện ý vì Đại Nhân hộ đạo, nó thật sự không nghĩ tới. Tô Vũ nhanh như vậy đã tạo dựng mối quan hệ với tiểu vương tử Hạ Gia, nghe cách hai người nói chuyện thì chắc chắn là quan hệ còn rất không tệ còn về phần hắn có lừa chúng nó hay không ảnh tử cho rằng tô vũ không tất yếu phải làm vậy người kia có phải con trai của hạ long võ hay không ngày sau tự khắc nó sẽ biết trong lồng giam số một thì nhân cũng hiện ra hình thể như hỏa nói nguyện vì đại nhân cống hiến sức lực giờ khác này bọn nó hoàn toàn không có sự lựa chọn nào khác nếu không muốn chết thì nhất định phải học cách cúi đầu tô vũ vuốt cằm nói ta vẫn còn có điểm lo lắng mạng của các ngươi không đáng tiền, nhưng mệnh của ta thì có, nhớ đâu các ngươi không thiết sống nữa. Ra ngoài rồi liền thủ tiêu ta thì phải làm sao bây giờ? Mặc dù sau đó các ngươi chết chắc, nhưng ta cũng quá thua lỗ dứt lời. Tô Vũ liền tủng tỉnh cười, mà, giao chủ thần văn của các ngươi ra đây. Ta sẽ trực tiếp khống chế, mặc dù không có chủ thần văn, thực lực các ngươi sẽ suy yếu một ít, nhưng như vậy thì sẽ bảo đảm hơn, thì nhân ôn hỏa đáp. Đại nhân nếu đã nói như thế, ta đương nhiên không có ý kiến bất quá thuần thú hệ hẳn là có thủ đoạn kiềm chế đại nhân hà tất lựa chọn thủ đoạn làm suy yếu thực lực của chúng ta tô vũ và đi tạm thời ta không hy vọng bị người khác biết đến sự hiện hữu của các ngươi chuyện này để sao lại nói trước mắt giao chủ thần văn của các ngươi ra đây thì nhân cùng ảnh tử lặng lẽ thở dài ngươi ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu chủ thần văn vừa vỡ biểu ý chí cắn trả thực lực đại hao tổn đây là tai họa mà bất kỳ văn minh sư vạn giới nào cũng phải gánh chịu toàn sơn ngưu dè dặt nói thần văn của bọn chúng đều là tam giai thần văn đại nhân có thể áp chế không hay là giao cho ta tới bảo quản đi đại nhân ngài mang theo ta ra ngoài đi ta tuyệt đối sẽ không gây phản loạn hỏa nha nghe vậy vội vàng lên tiếng đại nhân có thể để ta bảo quản cũng được ta sẽ dùng bản mệnh chân hòa áp chế trừ phi chúng nó muốn chết bằng không thì tuyệt đối sẽ không dám làm gì ngài ảnh tử và thủy nhân kém chút tức chết đến lúc này mọi người đều đã lâm vào tình cảnh tai vạ xuất hiện mạnh ai nấy bay ngay cả hai vị lăng vân mạnh nhất đều lựa chọn đầu hàng, huống chi là những tên còn lại. Đầu hàng A, bằng không thì thật phải chờ chết, bài phong đã rời đi. Ngay cả thí nghiệm cũng không cần bọn nó, Hồng Đam thì đã sớm chướng mắt chúng nó từ lâu, hiện tại chúng nó quả thật không còn đường nào để đi, tiếp tục như thế. Đợi tới lúc ngay cả tô vũ cũng không cần chúng nó nữa thì phải làm sao, còn có người kế tiếp ưng. Ừ. Có lẽ là không xen ra tô vũ chính là kẻ cho ăn cuối cùng rồi. Đây cũng là kết quả mà mấy đầu đại yêu trương nghiệm ra được muốn sống thì không thể không cúi đầu tô vũ như có điều ngẫm nghĩ cuối cùng quyết định hỏa nha ngươi nói rất có đạo lý vậy đi đưa chủ thần văn của ngươi cho ta ngươi áp chế chủ thần văn của bọn chúng ngươi cứ việc ở lại đây canh chừng khi nào ta khẽ động vào chủ thần văn của ngươi thì ngươi liền biết là hai đứa nó muốn tạo phản lúc đó ngươi cứ trực tiếp phá toái chủ thần văn của bọn chúng hiểu chưa sáu đầu đại yêu nghe vậy liền ngốc trệ trong lòng hỏa nha không khỏi cảm thấy bi phẫn ta muốn đi ra ngoài ta không muốn đợi ở đây ta đã thành thật như vậy, thành khẩn như vậy, ngươi còn không tin tưởng cho ta đi ra ngoài, ta phát điên với ngươi mất. Cứ việc trong lòng bi phẫn như thế, nhưng Hoàn Nha vẫn đàng hoàng đáp, đại nhân anh minh, chỉ cần đại nhân khẽ động, ta sẽ lập tức dùng chân hòa thiêu hủy chủ thần văn của bọn chúng. Ảnh Từ lo âu lên tiếng, đại nhân, cái này nhỡ đâu ngài bất cần đụng phải chủ thần văn của Hỏa Nha, thế thì chẳng phải là bọn ta chết vô ích rồi sao? Cảm giác rất nguy hiểm a. À? Tô Vũ Sen thường nói, Hỏa Nha nói thế nào cũng là nhị giai thần văn, viễn trình để nó cảm nhận được phá hư thì tối thiểu là phải trọng thương, đại biểu cho việc ta bị người tập kích, các ngươi chưa kịp ra tay, hộ chủ bất lực. Chết thì đã chết. Không ổn sao? Ảnh Từ im lặng, Tô Vũ cũng lười nói nhà, mở miệng quyết định, vậy đi, bây giờ giao chủ thần văn của các ngươi ra đây. Ta phải để ta thông chi sư bá ta tới đây canh chừng, tránh cho các ngươi giở trò. Lóng đại yêu lần nữa cảm thấy thật mê tâm. Ngươi đây là sợ chết đến cỡ nào? Chúng ta đều đã đầu hàng, thật sự đầu hàng. Ngươi có thể tín nhiệm chúng ta hơn một chút có được hay không? Đừng làm tổn thương tình cảm giữa người và yêu như vậy nữa chứ. Tô Vũ mới không quản chúng nó nghĩ như thế nào. Lời hắn nói đều là thật. Mạng của mình so với mạng của vài đầu đại yêu ở đây trọng yếu hơn nhiều lắm. Cẩn thân sẽ không gây ra sai lầm lớn. Ai biết có tên nào ở đây bị nhốt lâu quá đến hóa điên rồi hay không? Cảm thấy người bên mình ngượng đã chúng nó nhiều năm, nhất định phải giết hắn để hạ giận như vậy không phải là hắn gặp xui xẻo rồi sao mấy phút đồng hồ sau trần vĩnh tới nhìn thoáng qua vài đầu đại yêu y cũng không nhiều lời mà là trực tiếp mở ra ba cái lồng giang thủy nhân ảnh tử hỏa nha đều xuất hiện trần vĩnh buồn cười nói để ta mang hỏa nha đi đưa nó đến tàng thương các một khi có dị động ta có thể lập tức cảm nhận được còn về phần hai chủ thần văn của thủy nhân và ảnh tử thì không cần đưa cho hỏa nha để ta trực tiếp giữ nói một kích khác Hỏa Nha chính là cái máy truyền tin, cái này so với truyền âm phù còn dùng tốt hơn. Truyền âm phù, khi ngươi bị người kích thì khó mà kịp thời gian để truyền âm, nhưng chủ thần văn thì lại nằm bên trong biển ý chí, khi ngươi bị đối thủ tấn công, biển ý chí vẫn có thể vận dụng, hoặc là khi Tô Vũ trực tiếp bị trọng thương, thế thì chủ thần văn của Hỏa Nha cũng sẽ bị trọng thương. Hỏa Nha cảm thấy tác dụng của mình bị giảm sút trầm trọng như vậy thì có hơi phẫn nộ, nhưng rất nhanh nó lại nghĩ thông. Vui vẻ trở lại, chỉ cần rời đi khỏi địa phương quỷ quái này là tốt rồi chỉ cần Tô Vũ không bắt nó ở lại đây đợi. Tới tàng thư các hay ở đâu đều được. Tàng thư các, tàng thư các cũng tốt à. Mặc dù đối với Trần Vĩnh, nó vẫn hết sức sợ hãi. Trần Vĩnh quay sang nói với Tô Vũ, thật ra làm vậy cũng có điểm bất lợi. Tấy là không phát huy được hết thực lực của bọn, nó. Đợi lát nữa ta giúp ngươi đi tới thuần thú học viện làm cái vòng giam cầm. Nhân tộc có thể điều khiển mấy đầu yêu thú làm vật cưỡi chính là dựa vào cái này. Sư tổ ngươi đó giờ không làm, chẳng qua là vì ngài ấy cảm thấy không đáng. Trần Vĩnh giải thích, cái vòng giam cầm lăng vân cảnh trí giá trên ngàn điểm công hơn, bỏ ra số tiền ấy chỉ để làm cái vòng thì không có lời, chẳng bằng trực tiếp ngươi nhốt mấy tên này, như thế còn có thể rút tinh huyết ra làm thí nghiệm. Đúng vậy, lý do chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Mấy đầu đại yêu ở đây không đáng để hồng đàm bỏ một số tiền khổng lồ ra đi mua mấy cái vòng giam cầm, còn về phần vài đầu sơn hải trong kia, hiển nhiên vòng giam cầm dành cho bọn chúng lại càng đắt đỏ hơn, chỉ có thể tới cầu tác cảnh mua, hồng đàm một là không có tiền, hai là không có nhu cầu gì xài tới nên không muốn phí tiền cho bọn chúng, thì nhân cùng ảnh tử đều không lên tiếng, nỗi bi phẫn trào dâng trong lòng mà không ai biết được, thì ra người ta không cầm cố chúng nó, không thúc phục chúng nó, là bởi vì trong mắt hồng đàm, tả sáu đứa bọn nó còn không đáng tiền bằng cái vòng giam cầm, đây là cái lý lẽ gì vậy, sớm biết như thế. Sao không nói rõ ra để bọn ta trở cấp ít tiền cho các ngươi à? Tình của nhân tộc thì bọn ta không có, nhưng bọn ta có thể cho các ngươi rút tinh huyết ra để bán kiếm tiền mua vòng được mà không đàm chết tiệt lại không chịu nói sớm nói sớm một chút bọn ta cũng sớm đề xuất ý kiến này cho ngươi nghe làm yêu thật khó a à. đã tình nguyện cúi đầu làm vật cưỡi lại còn phải tự nghĩ biện pháp xuất tiền mua cái vòng giam cầm để áp chế chính mình đúng là không có thiên lý chương 743 tu phục bằng thực lực trần vĩnh cùng tô vũ tự nhiên không quản chúng nó đang bi phẫn như thế nào trần vĩnh thu nhận đủ ba cái thần văn đều là thần văn chủng tộc riêng phần mình chủ thần văn của ảnh tử là ảnh chủ thần văn của thủy nhân là thủy Tư tự của hòa nha chính là chữ hỏa tô vũng hiếu kỳ hỏi không có chủ thần văn các ngươi còn có thể ẩn nấp sao ảnh tử gật đầu có khả năng chúng ta trời sinh đã có năng lực ẩn nấp có điều khuyết thiếu chủ thần văn thì động tác sẽ khó mà hoàn mỹ như trước đây ta là lang vân tam trọng trước kia có thể giấu tung tích ngay trước mắt sơn hải hiện tại chỉ sợ cũng chỉ có thể qua mặt được lang vân cảnh Và lại những năm qua thực lực của ta cũng suy yếu đi nhiều tòa theo thiên phú kỹ của ta cũng bị ảnh hưởng phần nào dứt lời thân ảnh nó chợt lóe lên sau một khắc tô vũ cảm giác cái bóng của mình có điểm hơi khác thường cúi đầu nhìn lại chỉ thấy cái bóng đang hốc hái lay động một lát sau cái bóng khôi phục an tĩnh động tĩnh gì cũng biến mất từ cái bóng bên dưới truyền ra âm thanh trước kia ta có thể bám vào bên trên cái bóng của lang vân đối phương chưa chắc đã phát hiện ra bây giờ ta bám vào cái bóng của đằng không cũng có nguy cơ bị phát hiện thực lực suy yếu thiên phú kỹ cũng thoái hóa thì nhân cũng hóa thành một giọt nước rơi vào trong tay tô vũ thanh âm nhu hỏa vang lên ta cũng vậy thực lực suy yếu lợi hại thiên phú kỹ của ta phụ thủy có tác dụng bám vào trong nước bất luận nguồn nước nào cũng đều được có điều hiện tại quá dễ bị người khác xem thấu trước kia dù là sơn hải cũng khó phá kỳ thật tô vũ cũng có thể sử dụng thiên phú kỹ phụ thủy điều kiện tiên quyết là hắn cần tinh huyết thì hành tộc hắn cũng không nhiều lời cảm giác không tệ lắm có thể sử dụng là được tô vũ với tay lấy thần văn chữ hỏa kia đây là chữ viết của tộc hỏa nha tô vũ cũng từng phát họa ra thần văn chữ hỏa nhưng đó là ngôn ngữ nhân tộc cảm thụ một thoáng tô vũ trực tiếp đặt nó vào biển ý chí của mình hỏa nha vội vàng thốt lên cẩn thận thụ thương sau một khác nó chợt câm nín tô vũ không bị ảnh hưởng chút nào hắn lặng lặng cảm thụ viên thần vân trong thức hải sau đó mỉm cười nói rất nhẹ nhàng hỏa nha quá yếu muốn trần áp miếng thần văn của ngươi cũng chẳng khó thật sự rất nhẹ nhàng tuy nói là thần vân nhị giai đỉnh phong thế nhưng đẳng cấp của tử đệ chữ máu của tô vũ cũng không sai biệt lắm so với chủ thần văn của hỏa nha Tô Vũ có thể dễ dàng chấn áp nó, thậm chí hắn còn không thèm dùng xét họa màu vàng kim hay chùi nhỏ để kiềm nén. Ông, ờ, Tô Vũ bỗng nhiên dùng chùi nhỏ nện thử lên miếng thần văn mới, bịch một tiếng, hỏa nha lập tức té ngã xuống đất, mất đi. Tô Vũ phì cười, a còn không dùng lực, mau dậy đi, hỏa nha im áng, Trần Vĩnh bật cười, nhẹ tay bóp hỏa nha một cái, hỏa nha hét lên một tiếng chói tai, tức khắc tỉnh táo, vội vàng cầu xin, đại nhân, đừng ta không phản bội ngài, đừng đánh nữa nó thật sự rất sợ hãi rốt cuộc là có chuyện gì tô vũ rõ ràng đã làm gì đó nó có thể cảm nhận được chủ thần văn của mình vừa bị thứ gì đấy công kích tô vũ cười nói đây cũng quá yếu rồi ta thật sự không dùng lực không nửa ngươi tuy tiện thử hiệu quả một chút mà thôi một chùi kém chút đã khiến miếng thần văn ấy phát nổ ủng trong ngươi đã là đằng không cảnh rác rưởi giờ khác này mấy đầu đại yêu thật sự chết lặng yêu nghiệt thật đúng là yêu nguyệt tị nó chẳng thấy tô vũ làm ra động tác gì thế mà có thể dễ dàng áp chế một phiên thần văn nhị giai đỉnh phong. Đúng là đáng sợ, đây mà là dưỡng tính, đừng đùa bọn ta, không chỉ riêng bọn nó, mà ngay cả Trần Vĩnh cũng cảm thấy ngoài ý muốn, Tô Vũ thật sự là dưỡng tính, đừng đùa, y cũng không tin. Tô Vũ chắc chắn là ngụy dưỡng tính, ý chí lực của hắn dường như đã ngưng tụ thành thể rắn, đây mà còn là dưỡng tính sao, so với đằng không cảnh bình thường thì ý chí lực của hắn còn muốn kiên cố hơn, Tô Vũ rốt cuộc đã mở ra bao nhiêu thần khiếu, chuyện này hắn không nói nên y cũng lười hỏi có điều chỉ mở 36 khiếu vớ vẩn gấp đôi con số đó thì y cũng tin hắn muốn áp chế nhị giai thần văn của hỏa nha hoàn toàn không có vấn đề gì đến tận lúc này đây mấy đầu đại yêu đã hoàn toàn bị chính thực lực của tô vũ thuần phục toàn ngây toàn sơn ngư và bạch ly trong lồng giam càng thêm hoảng sợ mà những lời tiếp theo tô vũ và trần vĩnh nói càng khiến chúng nó thêm chi sục sư bá về sau phần lớn thời gian ta đều ở lại nguyên thần sờ nghiên cứu Ba đầu đại yêu này, ta mang hai đứa đi. Hỏa nha chỉ giao cho ngài, còn lại ba tên kia giết đi. Trần Vĩnh không để tâm lắm, ta tương đối bận rộn, cũng không có thời gian tới cho bọn chúng ăn, chết đói thì quá lãng phí. Giết đi. Trực tiếp bán thi thể lời này vừa nói ra, ba đầu đại yêu đều sợ đến run rẩy cả người, đây là thật sự muốn giết chúng nó sao? Đại nhân, đại nhân, trước đó ta đã hiến cho ngài thiên giai công pháp, đại nhân chẳng lẽ đã quên toàn nghe hốt hoảng gọi Tô Vũ? đừng giết ta tô vũ cười nhạt một tiếng được rồi không giết ít nhiều cũng có chút tình cả thôi thì cứ để bọn chúng ở lại đây vậy ta có thời gian thì sẽ tới cho ăn một phen ta mà quên hay bận quá thì coi như xong dù sao thực lực của bọn chúng cũng quá yếu tô vũ cảm khái một tiếng mới chỉ là đằng không lang vân vậy còn tính là cường giả đằng không thì quá tầm thường mặc dù hắn còn chưa phải đằng không nhưng hắn vẫn thừa sức chấn áp hết cả ba đứa bọn chúng ba đầu đại yêu thật sự muốn khóc Nói như vậy thì có lẽ chúng sẽ thật chết đói mất. Tô Vũ mới lười quản, vừa đi vừa nói. Tành tử, ngươi bám vào trên bóng của ta đi. Thỉ nhân, ngươi giấu mình ở trên người ta, không cho phép hai ngươi lên tiếng. Ta sẽ dùng kết giới bóng mờ bao trùng một thoáng, che lấp đi sự tồn tại của các ngươi. Sơn Hải thì có thể phát hiện ra các ngươi đúng không? Đúng vậy, tờ thời kỳ đỉnh cao thì không, nhưng bây giờ thì khác. Cường giả Sơn Hải cảnh hoàn toàn có thể phát hiện ra bọn chúng, không sao sơn hải có thể phát hiện thì kệ bọn họ phát hiện thôi trên thực tế ngoại trừ bên trong các đại học phủ hoặc là trong quân của đại hạ phủ thì những địa phương khác đều không dễ bắt gặp được một vị sơn hải cảnh giống như nam nguyên đừng nói sơn hải dù là lăng vân thì cũng chẳng thấy được vị nào đã thu phục được hai đầu đại yêu xong tô vũ cảm thấy an tâm hơn hẳn như vậy thì ra ngoài xem như có thêm một tầng bảo đảm an toàn Vạn thiên thánh đã đáp ứng với tô vũ sơn hải cảnh tuyệt đối sẽ không ra tay với hắn người nào dám ra tay thì kẻ đó chết chắc ảnh tử cùng thủy nhân đều là lang vân mặc dù bây giờ thực lực đã yếu bớt thế nhưng gặp phải lang vân cao trọng cũng có thể đấu một trận tô vũ giờ khác này đã cảm thấy cực kỳ an tâm trần vĩnh cầm hỏa nha trong tay đoạn hỏi hắn muốn ra ngoài sao có cần ta đi cùng ngươi không không cần đâu sư bá ngài đi theo ngược lại còn phiền toái hơn tô vũ đáp có ngài đi cùng bọn họ sẽ cho rằng chúng ta đi làm chuyện gì đó quan trọng như bây giờ là tốt rồi có việc thì hãy mau chóng phá hư chủ thần văn của Hỏa Nha, ta sẽ lập tức đến chỗ ngươi. Nó có khả năng cảm ứng được vị trí chủ thần văn của chính mình tốt, Đa Tạ sư bá. Tô Vũ gật đầu, Hỏa Nha không lên tiếng, ta chính là quả định vị, ta đã nhận mệnh, nhưng các ngươi y có thể đừng tùy tiện nói về việc sẽ phá hư chủ thần văn của ta ngay trước mặt ta được không? Thật thề lương. Chương 744, cơ hội tốt nhất ngày thứ hai, sáng sớm, trước cửa sở nghiên cứu nguyên thần. Vương Chí Thiện cùng Trần Minh đều tới từ sớm, nhìn những học viên thiên tài và các nghiên cứu viên đang lui tới thì trong mắt hai người đều lóe lên tia hâm mộ. Ngươi phân thao nhóm, không đến vị trí kia, đám người mà bọn họ tiếp xúc hiển nhiên hoàn toàn khác biệt, ví dụ như ngày thường bọn họ chỉ toàn giao du với các học viên ban trung cấp, thậm chí có cả hạ cấp, trong khi người chung quanh Tô Vũ cơ hồ đều là những học viên thiên tài với danh tính ai ai đều biết. Vài phút sau, Tô Vũ ra tới. "Thật có lỗi, để hai người đợi lâu rồi." Tô Vũ nhìn đồng hồ, chỉ vừa mới 7 giờ, xem ra là do bọn họ tới từ sớm, Trần Minh vội vàng nói, "Lớp trưởng, là chúng ta tới sớm thôi." Tô Vũ cười cười, cũng không nhiều lời, rất nhanh liền nói, "Vậy chúng ta khởi hành thôi, ba người đi cùng nhau, cũng không có ý định đi bộ cả hành trình, trước đó Tô Vũ đã tới Thần thú học viện bên kia thêm một đầu địa long thú, hình thể rất lớn, thực lực không cao, nhưng được cái da dày thịt béo, thích hợp cho nhiều người cùng ngồi cưỡi, kia một ngày tốn hết một điểm công huân, không đắt lắm." chủ yếu là thuận tiện, còn về phần ô tô. Có đôi khi gặp phải mấy con đường ngập kinh một chút thì di chuyển cũng không tiện, vẫn là cưỡi loại yêu thú này càng thích hợp hơn. Bên ngoài văn minh học phủ, ba người tô vũ cưỡi địa long thú. Nó chạy rất nhanh, thần lưng tương đối bằng phẳng, không có cảm giác sóc này gì. Người đi trên phố nhìn thấy cũng không cảm thấy kinh ngạc. Đây là đại hạ phủ, nơi này ngày nào cũng có không ít cường giả bay qua bay lại trên trời. Địa long thú cấp tốc tiến về phía trước. Vương trí thiện sợ tô vũ không tìm hiểu tình huống nên nhắc nhiều hắn. Tô Vũ, từ đây đến vạn tộc hố đại khái còn tầm một giờ. Bình thường xử quyết vạn tộc giáo chúng đều ở bên kia, nơi đó không có gì nguy hiểm. Có điều có một vài cường giả sau khi chết vẫn lưu lại không ít oán khí cùng sát khí. Ngươi muốn ổn dưỡng thần văn thì đừng tới khu trung tâm, tìm một địa phương có sát khí yếu ớt để ổn dưỡng là cũng đủ rồi. Vương học trưởng nói đúng lắm, Trần Minh hồ theo, Tô Vũ gật đầu, không nhiều lời, một mực quan sát biến hóa của Ngọc cảm ứng. Bây giờ đã ra khỏi cửa học phủ, hắn thật sự không dám khinh thường, về phần lão vạn nói cam đoan sơn hải cảnh cùng cường giả trên sơn hải sẽ không ra tay với hắn cái này ai biết lão vạn nói vậy rồi có làm được thật hay không vẫn cứ cẩn thận một chút thì tốt hơn thỉnh thoảng ngọc cảm ứng lại lóe lên ánh sáng màu lam điều này đại biểu có đằng không đang quan sát hắn tô vũ cũng không cảm thấy ngạc nhiên ở đại hạ phủ này có không ít đằng không cảnh đi ven đường đều có thể tùy tiện bắt vặt mặc dù đã nói là cần phải cẩn thận thế nhưng cũng không cần thiết quá hoảng hốt Lang Vân Cảnh thì hắn vẫn chưa phát hiện, không biết là không có hứng thú quan sát bọn hắn hay là do may mắn chưa gặp phải. Cùng lúc đó, Đại Hạ Phủ, Mại Âu. Bên trong một đại trạch viện, đây là nhà của một người giàu nằm ven ngoại Âu, có danh tiếng không nhỏ tại bản địa, tuy rằng không thể so với những đại gia tộc bên trong nội thành, bất qua trong nhà cũng có đằng không tọa chấn, tính toàn gia tộc thì cũng có tới mấy vị đằng không. Tầng hầm, giờ phút này, bốn phía răng lên cấm chế, ánh đành u ám, tô vũ muốn tới vạn tộc hố, trong tầng hầm ngầm có mấy đạo nhân ảnh như ẩn như hiện tô vũ đây chính là đầu cá lớn trước đó có người đã treo giải thưởng năm nghìn điểm cống hiến để lấy mạo hắn hiện tại giá tiền lại tăng trọn vẹn tám nghìn điểm công hơn điều kiện tiên quyết là bắt sống một lát sau thanh âm bánh nhọn của một vị lão ẩu lão bà vang lên ta biết Nên nói là để khai thác nghiên cứu nguyên thần khiếu gì đó trong sở nghiên cứu mà hắn mới thành lập phía trên chẳng lẽ tưởng thật một ót con chỉ mới vừa nhập học khôn bao lâu Hắn nói chính mình có thể phát hiện ra nguyên thần khiếu mà ngay cả vô địch cũng không phát hiện, nói vậy mà các ngươi cũng tin sao?" Trong giọng nói của lão Cổ mang theo vẻ xem thường cùng nghi vấn, "Nguyên thần khiếu, hôm qua hắn vừa thành lập sở nghiên cứu, hôm nay tin tức đã truyền ra, đại hạ phủ rất khó giữ được bí mật, mà không chỉ nơi đây. Các đại phủ khác đều vậy, bất quá việc Tô Vũ Khai mở được ba trong khiếu là sự thật, đây cũng chính là lý do khiến không ít người bán tính bán nghi, cảm thấy hắn có hy vọng nghiên cứu thành công." bởi vì chỉ trong thời gian ngắn mà khai được nhiều khiếu như vậy, có lẽ hắn thật sự đã phát hiện ra thứ gì đó. Một vị lão háng thác hoa dầm nghe vậy liền phì cười, chúng ta có tin hay không? Không quan trọng, quan trọng là người ở phía trên có hứng thú với Tô Vũ là được. Trên thực tế, có rất nhiều người đều cảm thấy hứng thú với hắn, hai khiếu 300 cái lúc này mới qua bao lâu, chỉ sợ cũng không đơn thuần là vì nguyên thần khiếu, mà là bản thân hắn rất có thể đang cất giấu tài liệu tu luyện cực khủng nào đó. Hú chi hắn còn nắm giữ công pháp tu luyện phệ hồn quyết, bao gồm cả tư liệu thiên phú tinh huyết của trung tâm nghiên cứu văn đảm nữa hẳn là tô vũ đã chiếm được không ít truyền thừa giá trị của tô vũ thật sự không thấp nếu có thể bắt sống được hắn từ miệng hắn đào ra chút gì đó thì khi ấy tám nghìn điểm cống hiến không phải là thứ đáng giá nhắc tới còn có hạ gia khai thiên đao nghe nói hắn được truyền thừa tu luyện thiên giai đỉnh cấp hơn nữa hắn còn tu luyện thêm vài môn thiên giai công pháp khác cái tên này quả nhiên là có rất nhiều bí mật trong người lão hắn nói xong lão ẩu ban nãy liền cau mày nói hạ gia khai thiên đao nơi đây là đại hạ phủ nếu dám ngấp nghé thứ này thì chắc chắn sẽ bị giết chết hạ gia dám truyền thừa liền không sợ bị người ta biết then chốt là ai dám học không có hạ gia chính thức đồng ý ngươi của chúng ta mà dùng dù cho đến nhật nguyệt thì cũng chạy không thoát khỏi sự truy sát của hạ gia thứ này tốt nhất đừng nghĩ tới làm gì bọn ta còn chưa muốn chết đâu lão hắn cười nói ta cũng không đánh chú ý lên khai thiên đao có lấy được thì người phía trên cũng chưa chắc dám học Thế nhưng nếu có thể biết, dù cho phải đóng kín bảo tồn, hoặc là lấy nghiên cứu một chút, vậy thì cũng có thể hiểu rõ hơn một ít về công pháp của hạ gia. Hai thiên đao là thứ mà vô số người ngấp nghé. Những năm qua, mại trừ người mà hạ gia chính thức thừa nhận, thì vẫn có không ít người lén học được, có điều kết quả đều không ngoại lệ. Phàm là kẻ xui sở để bại lộ chính mình thì đều không sống được thêm bao lâu. Về phần có người nào đoạt được công pháp mà lén cất giấu hay không thì chẳng ai rõ ràng. Nhưng tự chung đều là không ai dám sử dụng công pháp trước mặt mọi người đây chính là uy thế của hạ gia cho ngươi học ngươi cũng không dám học không muốn nói nhiều thêm về chuyện của hạ gia lão hắn nhìn một lượt những người khác trong phòng cộng thêm cả bản thân lão thì ở đây có tổng cộng 5 người mai lão và lão ẩu kia ra thì còn có một nan thanh niên một thiếu phụ trẻ tuổi cùng với một vị đồng tử các ngươi quyết định thế nào có muốn xuất thù không phụ cận vạn tộc hố đều là long võ vệ vào thành rồi thì chúng ta cũng không dám ra tay nếu muốn xuất thủ thì chỉ có một địa điểm duy nhất nằm giữa nội thành và vạn tộc hố hai nơi đó cách nhau đại khái khoảng 20 dặm chúng ta không thể tới gần nội thành cũng không thể tới quá gần vạn tộc hố nhiều nhất 10 dặm đó chính là cơ hội động thủ của chúng ta người dặm dùng tốc bộ của địa long thú thì chỉ cần khoảng 5 phút đồng hồ là có thể vượt qua nếu quyết định ra tay thì đó chính là là cơ hội tốt nhất chương 745 quan sát tô vũ đồng từ im lặng đã lâu lúc này mới lên tiếng tô vũ là thiên tài của đại hạ văn minh học phủ hắn ra cửa mà chẳng lẽ không có người âm thầm hộ đạo đây mới là điểm thanh chốt một khi có người đi theo sau bảo vệ hắn vậy thì chúng ta liền tự đâm đầu vào chỗ chết lão hắn không cho là đúng lão thuật lại thông tin mình thu thập được trần vĩnh vẫn còn ở lại tàng thư các cái này có thể khẳng định về phần những người khác thì đúng là ta cũng không biết phía trên có chuyển đến tin tức là lần này tô vũ ra ngoài mang theo hai học viên khác một người còn chưa vào dưỡng tính một người chỉ vừa tới giai đoạn dưỡng tính chưa lâu dĩ nhiên thực lực của tô vũ hoàn toàn không yếu đang không nhất nhị trọng đều chưa hẳn có thể bắt được hắn, đối với Tô Vũ. Bọn họ hiển nhiên cũng không dám đánh giá thấp, Hồng Đàm đâu rồi, liệu ông ta có bất thình lình xuất hiện không? Nhắc tới Hồng Đàm, mấy người trong phòng liền lợm miệng, bọn họ cũng không rõ tung tích của ông ấy. Cư giả nửa bước Nhật Nguyệt cũng không phải là kẻ mà bọn họ có thể tùy tiện do la thông tin, đồng tử lo lắng nói, "Ta sợ Hồng Đàm đột ngột xuất hiện, chúng ta có liên thủ cũng chỉ có một con đường chết." ta không tin thiên tài như tô vũ ra ngoài mà học phủ lại không có bất kỳ biện pháp bảo hộ nào Dạo thiên tài đỉnh cấp như hắn đổi thành đặt tại giáo phái của bọn họ thì đương nhiên sẽ luôn có người đi trao âm thầm hộ đạo lão ẩu bé nhọn phản bác đa thần văn nhất hệ còn nhân thủ nào đáng giá nhắc tới sao các ngươi tỉnh táo lại đi trần vĩnh hiện tại chính là kẻ mạnh nhất ở học phủ hồng đàm đang bế quan phá nhật nguyệt không dương ông ta lại xuất quan làm gì bạch phong thì đã bị phạt đi ra chư thiên chiến trường còn ai có thể giúp bọn hắn những vị các lão như Ngô Nguyệt Hoa chẳng lẽ không phải làm việc, cứ suốt ngày rảnh rỗi đi theo sau bảo hộ một tên học viên, lão ẩu thấy những người khác vẫn còn trần trừ thì liền cả giận quát, bắt được hắn, 8.000 điểm cống hiến, chúng ta có 5 người. Chia đều ra thì mỗi một người đều nhận được 1.600 điểm, đủ cho chúng ta đổi được không ít bảo vật, thậm chí có hy vọng giúp cho chúng ta tiến vào lang vân, bằng không thì lấy đâu ra tiền để đột phá, cơ hội đã treo ngay trước mắt. Rốt cuộc các ngươi có làm hay không? Tô Vũ là kẻ có thực lực thấp nhất nhưng lại được cho giải thưởng cao nhất mà bọn họ từng biết, trọn vẹn 8000 điểm công hiến, ngay cả ám sát Lăng Vân cũng không được cho thưởng nhiều như vậy, then chút ở chỗ, dã dạ thiên tài đỉnh cấp như hắn thì chắc chắn trên thân sẽ còn nhiều đồ tốt khác, tỉ như văn binh, tỉ như tinh huyết, mê khí dịch, hoặc là các thiên tài địa bảo khác, những thiên tài giống hắn thường thường sẽ mang không ít thứ có giá trị trên người. Dù sao thì hôm nay Tô Vũ Giang Hoa Y cũng là vì muốn đi tăng cường thực lực, thậm chí có thể trong người hắn còn có một vài bản công pháp tuyệt mật đối với bọn họ thì chỉ cần khôn phải khai thiên đao là được mọi người trầm mặc rất lâu lão hắn gõ gõ tẩu thuốc trong tay lão ẩu nhíu màu như có điều suy nghĩ một lát sau lão hắn mới lên tiếng cứ điểm này của chúng ta không dễ dàng gì mới có thể tạo dựng lên năm người chúng ta đều là đang không cảnh tần núp ở đây nhiều năm như vậy đã cung cấp cho bên trên không ít tin tức công lao không nhỏ hàng năm thu hoạch cũng không ít một năm trôi qua hai ba trăm điểm cống hiến hoàn toàn có thể cầm tới tay đối vài vị đằng không mà nói cái này không tính là ít. Ban đầu Bạch Phong ở trong học phủ làm nghiên cứu kiêm trợ giáo, một năm cũng chỉ nhận được 3-400 điểm công huân. Quả thật nếu bắt được Tô Vũ thì thu hoạch một lần này bằng cả bọn họ làm trong suốt 7-8 năm. Kỳ thật bọn họ không cho rằng cả năm người hợp sức lại không hạ được Tô Vũ, chủ yếu là sợ có người âm thầm hộ đạo cho hắn, cái này rất nguy hiểm. Lão hắn yên lặng một hồi, cuối cùng quyết định nói với vị thiếu phụ trong phòng: "Ngươi thử đi dọc ven đường quan sát một chút, không cần thiết phải xuất thủ, trừ phi xác định không có hộ đạo giả, Bằng không mọi người hãy bỏ qua vụ này. Chúng ta đã ẩn nút tại đây nhiều năm như vậy, chớ vì một lần làm nhiệm vụ mà bồi cả mạng vào. Tuy rằng đa thần văn nhất hệ chưa chắc có người đi theo hắn, thế nhưng văn minh học phủ bên kia thì khó mà nói trước lão ẩu nói. Được, ta cũng đi xem một chút, chúng ta đều không vội. Cùng lắm không thể động thủ lúc hắn đi thì đợi tới lúc hắn về rồi ra tay cũng chưa muộn. Thiếu phụ gật đầu, ta sẽ đi cùng đồng tử, bọn ta sẽ tới gần vạn tộc hối nhìn một chút. Nếu có cường giả đi theo hắn thì kiểu gì cũng sẽ có điểm động tĩnh lão hắn gật đầu trầm giọng nói nếu không ra tay thì thôi nếu đã ra tay thì nhất định phải nắm chắc phần thắng tám nghìn điểm cống hiến không phải là thứ dễ cầm nếu mà bắt tô vũ dễ như vậy thì bên trên cũng không đưa ra cái giá quá lớn như thế chúng ta hãy coi hắn là lang vân mà đối mặt thật muốn xuất thủ thì phải toàn lực ứng phó cả năm người chúng ta đồng thời ra tay trong số năm người thiếu phụ và lão ẩu đều là đằng không thất trọng lão hắn là đằng không cửu trọng đồng tử cùng anh liên còn lại người trước là đằng không ngũ trọng người sau là đằng không tam trọng thực lực như vậy tao ngộ lăng vân cũng có thể chiến một trận ra trò địa long thú cấp tốc chạy nhanh vương trí thiện cùng trần minh nhỏ giọng trò chuyện mà tô vũ thì chỉ tập trung nhìn chung quanh giống như chưa bao giờ đi ra thành nên trong lòng mang theo một chút hiếu kỳ thật ra cách đây vài tháng khi vừa chuẩn bị vào học phủ hắn cũng đã từng thấy qua không cảnh đại hạ phủ bất quá không thể không nói đại hạ phủ quả thật vô cùng phồn hoa cho dù là ngoại y ô thì cũng là không cảnh ngựa xe như nước tiếng người huyên náo vương trí thiện nhắc nhở địa long thú di chuyển tốc độ nhanh ngoại ô ít người nên rất nhanh là có thể tới rồi nội thanh ngựa lại rất lớn từ cổng văn minh học phủ chạy tới cửa thành bên này tốn không ít thời gian nhưng ra tới đây rồi thì không bao lâu nữa sẽ đến vạn tộc hố tô vũ cười khẽ gật đầu viên ngọc cảm ứng trong đầu vẫn im lìm như cũ Ngoại ô ít cường giả hơn hẳn trong nội thành ngọc cảm ứng cơ hồ không có thay đổi gì địa long thú chạy một hồi người ít con đường phía trước rất rộng rãi bất quá người đi đường ít hơn nhiều đúng vào lúc này Tô Vũ cảm giác ngọc cảm ứng hơi biến hóa một thoáng, màu lam, có đằng không cảnh đang quan sát ta, Tô Vũ bất động thanh sắc, nhìn chung quanh một thoáng, giống như đang nhìn phong cảnh, cười hỏi, "Vương học trưởng, mà thành có nhiều cường giả đang không không?" Vương Chí Thiện gật đầu, "Đàn không bình thường đều là lực lượng trung kiên, đại hạ phủ bên này có không ít, ngoài thành cũng có. Có người là tình cờ đi ngang qua, cũng có người định cư ở phủ cận quanh đây." Định cư? Tô Vũ hiếu kỳ hỏi, nguyên khí bên trong nội thành chắc chắn sẽ sung túc hơn, tại sao họ không vào đó? Đang không hẳn là có tư cách này đi, Vương Trí Thiện giải thích, nội thành có quá nhiều cường giả, một đang không mà ở trong đó thì chưa hẳn được tính là đại nhân vật gì, nhưng ở ngoại ô bên này thì ngược lại địa vị không thấp, có vài vị đằng không có sản nghiệp rất lớn tại đây. Không thể nói là kém hơn so với trong thành, và lại tiêu giao ngoài này thì cũng đỡ gặp phải tình cảnh trơ chọc đến cường giả. Tô Vũ gật đầu, giờ phút này, ánh mắt hắn đột ngột nhìn thẳng về phía một vĩ phí lão nhân, sau đó hắn lập tức rời ánh mắt như thể chỉ là tùy tiện quét qua chương 746, lá lan không nhỏ lão ẩu đi đường tương đối chậm rãi thấy địa long thú của tô vũ phóng qua thì thoáng điều khiển kiến giải long thú của bà nhường đường tô vũ ngoài mặt không để ý tới bà ta nhưng trong lòng thì cảnh giác cao độ hẳn là vị này a à, đang không cảnh biết điều như vậy thời đại này cương giả điệu thấp một chút cũng là chuyện bình thường nhưng điệu thấp với mấy kẻ còn chưa tới đang không như mình thì quá bất bình thường Đang không cảnh từ bao giờ lại thiếu tôn nghiêm như vậy trông thấy địa long thú đi ngang qua liền chủ động nhường đường cho người ta rồi tô vũ không nói chuyện địa long thú cấp tốc phóng ngang qua rời khỏi nơi này sau lưng lão ẩu vẫn đi chậm rãi như cũ chờ tô vũ rời đi rồi lão ẩu lại cẩn thận quan sát sau lưng tô vũ một thoáng sau đó chậm chậm cưỡi kiến giải long thú đi theo hắn một đoạn đại khái hai ba phút sau lão ẩu xác định quả thật không có ai theo tới trừ phi là sơn hải cảnh bằng không dù là lăng vân thì bà vẫn có thể nhạy bén cảm giác được không có ai sao lá gian thật không nhỏ lão ẩu hơi kinh ngạc bất quá mẫng tại thì hẳn là đối phương cảm thấy chỉ di chuyển trong phủ thành đại hạ phủ thì không có gì nguy hiểm không dẫn người theo cũng có thể lý giải lão ẩu cũng không lên tiếng tiếp tục yên lặng tiến lên trước cùng một thời gian giữa không trung một vị hàn tử trung niên vượt qua hư không nhi lướt qua lão ẩu phía dưới hàng long mày khẽ nhíu đi không nói thêm cái gì chỉ nhanh chóng rời đi mà lão ẩu bên dưới hoàn toàn không hề phát hiện ra bất kỳ dị thường hắn từ trung niên một bên phá không bài lượn một bên dùng truyền âm phù truyền âm hồ lão trên đường có không ít đàng không cảnh đều là người có danh tiếng có thể tra ra được nền tảng không có phát hiện cái gì dị thường đúng rồi tô vũ tự mình mang theo thủ hộ thú là hai đầu lăng vân cảnh đại hạ phủ hồ tổng quản nghe vậy liền bật cười tên tiểu tử này đúng là đã chuẩn bị rất đầy đủ xem ra hắn sợ chết a à. đi một chuyến tới vạn tộc hố mà thôi còn mang theo hai đầu lăng vân cảnh thủ hộ thú vạn tộc hồ ổn dưỡng thần văn hồ tổng quản rơi vào trầm tư thật sự chỉ là đi ổn dưỡng thần văn thôi sao nguyên thần sở nghiên cứu vừa thành lập tô vũ không lo ở đó còn chạy một chuyến tới vạn tộc hố làm gì trong lòng có chút hồ nghi cũng không nhiều lời ông cấp tốc truyền âm nói tiếp tục đi theo cẩn thận một chút nguyên thần khiếu mặc dù chỉ là một cái lý niệm nhưng sự thật là tô vũ đã khai khiếu 300 cái chắc chắn không ít người cảm thấy hứng thú với hắn vẫn là phải cẩn thận một chút thì hơn nguyên thần khiếu chẳng qua là lý nghiệm chưa ai thật sự phát hiện ra nó có tồn tại hay không đợi tới lúc tô vũ có thể chứng minh nguyên thần khiếu nằm ở vị trí nào vậy thì đây đã không còn là vấn đề mà một vị sơn hải có thể ngăn vàng thư có thể cải biến cả cục diện nhân cảnh như vậy đại khai tới lúc đó ngay cả vô địch ắt hẳn cũng sẽ nhúng tay vào đương nhiên điều kiện tiên quyết là tô vũ không để bại lộ tin tức nếu như tin tức bị lộ ra ngoài giết tô vũ thì không có tác dụng gì lớn hồ tổng quản lâm vào trầm tư ông đang nghĩ một khi tô vũ thật sự phát hiện ra nguyên thần khiếu thì hạ gia có nên cấp tốc tiếp quản sở nghiên cứu của hắn hay không như đến đây hồ tổng quản bỗng nhiên bật cười ông thế mà tòa suy nghĩ theo hướng tô vũ sẽ thành công thật thú vị vạn tộc hố còn cách thật xa mà tô vũ đã trông thấy một cỗ khói mù đỏ sẫm như máu phiêu đãng khắp không trung tựa như khu vực đó đang bị làn xương máu bao phủ tô vũ cách một khoảng đã có thể cảm nhận được sát khí nồng động nhị không được hỏi cái này đến cùng cần phải giết bao nhiêu người mới thành ra như vậy vương tri thiện cười khổ đáp ngươi còn không biết phủ chủ của chúng ta sao đại hạ phủ đều biết y không lưu người sống thần lớn đều chật đầu đại hạ phủ tuy rằng có nhà tù nhưng không ưu tử tù tử tù nếu không phải là bị bắt lên chư thiên chiến trường thì đều là bị kéo đến bên này chém đầu mấy thập niên trôi qua ngươi nói xem người chết nhiều hay ít tô vũ nghĩ về những năm tháng trước đây đúng là lúc trước hắn thường xuyên trông thấy cảnh hạ long võ cho long võ vệ chặt đầu vạn tộc giáo trên tivi một tháng tối thiểu tới một lần một lần liền chém ít nhất 10 tên Tính ra thì một năm phải trên trăm người trở lên, đấy chỉ là thời điểm thông thường, còn như năm nay thì vạn tộc giáo nhiều lần gây ra động tĩnh lớn, trước sau có lẽ đã hơn ngàn tên đã bị chặt đầu, tính lại thì vạn tộc hố này tối thiểu cũng phải mai táng mấy vạn người. Thậm chí nhiều hơn, mà lại đều là tu giả, khí huyết tràn đầy, có vô số văn minh sư còn có ý chí lực trần lan, dẫn đến sát khí nơi đây rôi trào dữ dội, sát khí của phủ chủ quả thật rất nặng, tô vũ gật đầu, cũng chỉ có dạng người dữ dội như hạ long võ mới có thể trấn trụ đại hạ phủ khiến cho giáo chúng vạn tộc giáo không dám làm ầm ĩ tại đây, nghe nói ở những đại phủ khác, vạn tộc giáo thậm chí còn dám xuất hiện giữa ban ngày ban mặt, công khai tuyên truyền lý niệm của chính mình, phía trước chính là vạn tộc hố, Tô Vũ đã thấy long võ vệ, nơi này có rất nhiều long võ vệ thay nhau ngày đêm tuần tra, địa long thú không được đi thẳng qua bên đó. Cách vạn tộc hố mấy trăm mét có một cái đình nghỉ chân, nơi đây cũng là chỗ để trông coi vật cưỡi, thấy đám y Tô Vũ cưỡi địa long thú tới, phủ binh trông coi liền hỏi: "Các ngươi đến từ đại hạ văn minh học phủ à?" ở đây bao lâu người địa long thú ở chỗ này tốn một điểm công hơn một ngày tô vũ bất đắc dĩ trong lòng thầm chửi bậy lại muốn đoạt tiền đại hạ phủ hiện tại làm sao vậy động một chút lại muốn lấy tiền tuy rằng rất muốn mắng người thế nhưng cuối cùng tô vũ vẫn phải bất đắc dĩ chấp nhận người yêu thú nếu không gửi để mặc kệ địa long thú chạy mất sau đó tô vũ còn phải bồi thường học phủ mấy trăm điểm công hoan. thôi vậy đúng lúc ấy có một thiếu phụ mang theo một tiểu hài tử cũng vừa khéo đáp xuống đình nghỉ chân thực lực của thiếu phụ không yếu đang không cảnh ngọc cảm ứng chuyển đến màu lam báo nguy tô vũ lại không quá để ý nơi đây nhiều đàng không có người tò mò quan sát hắn cũng là chuyện bình thường thiếu phụ nắm tay đứa bé kia vui vẻ chào hỏi phù binh trông coi rồi nói tiểu chưa ta đi vào thu thập một ít sắc khí lập tức ra liền lần này cũng đừng thu phí đấy các ngươi thu phí quá cao phù binh giờ khóc giờ cười bảo trương phu nhân đây cũng không phải là ta định ra mà là quy của hầu ra đưa xuống cứ gửi thú lại là một điểm công huân, bằng không thì yêu thú chạy mất. Chúng ta không phụ trách được, quỷ hám tiền, thiếu phụ cười mắng một tiếng, cũng không nói nữa. Ma theo tiểu hài tử đi về phía vạn tộc hố cách đó không xa, Tô Vũ hướng bên kia nhìn thoáng qua, cũng không để ý. Bất quá suy nghĩ một chút, hắn bỗng nhiên thấp giọng hỏi, "Đại ca, nàng mang theo hài tử đi vào như vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?" Phủ binh chờ thiếu phụ và hài tử đi xa, lúc này mới cười nói, "Đó là Trương phu nhân" là thiếu phu nhân của một nhà hào phú phủ cận đứa bé kia lúc tu luyện từng thụ thương phải dựa vào sát khí áp chế cắn trả không có chuyện gì đâu tô vũ gật đầu hắn chẳng qua là cảm thấy mang theo hài tử tới nơi đầy rẫy sắc khí như này thì không quá thích hợp bất quá nghe phủ binh nói rõ lý do thì hắn liền không quan tâm nữa chương 747 vạn tộc hố vạn tộc hố rất lớn bốn phía đều dựng lên tường vây chủ yếu phòng ngừa mấy người ngộ nhập tường vây mở cái lỗ hồng bên này có một tiểu đội long võ vệ trấn thủ mấy vị long võ vệ ở đây đều là vạn thạch đỉnh phong hoặc đằng không cảnh tô vũ cảm nhận được ngọc cảm ứng có biến hóa thế nhưng hắn không bận tâm tô vũ lấy ra một tấm lệnh bài nhiệm vụ của học phủ long võ vệ do xét một thoáng rất nhanh liền nói có khả năng đi vào giao nạp 5 điểm công hơn là được mặt khác đây là nơi chôn thân rất nhiều cường giả sắc khí nặng nề một khi trùng kích biển ý chí thì dựa vào đám dưỡng tính như các ngươi biển ý chí sụp đổ là chuyện rất bình thường ta ý ngươi hẳn phải biết giới hạn đừng mù quáng sông tới cảm ơn đại ca nhắc nhở tô vũ nói lời cảm tạ sau đó mẫm nghĩ lại bổ sung thêm ta sẽ không tự tìm đường chết hiểu rõ liền tốt đi vào đi tô vũ gật đầu mang theo hai người vương trí thiện đi vào vừa qua cổng ngăn cách đã ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc khiến cho người ta nghẹt thở mà cách đó không xa thiếu phụ vẫn đang phiêu đãng ở trên không thu thập huyết sát chi khí hai tử vẫn ở ngay bên người nàng lần lượt từng tia huyết sát chi khí tiến vào trong cơ thể hắn giống như đang áp chế thương thế tuổi không lớn lắm chẳng lẽ là khai nguyên khiếu xảy ra vấn đề tô vũ nhìn thoáng qua rồi thôi hắn không định ở lại đây lâu có điều ngay khi tô vũ chuẩn bị cất bước đi đột nhiên hắn chợt khựng lại long mày khẽ nhíu ta chỉ đi nga qua ngươi cứ quan sát ta chằm chằm là có ý gì ngọc cảm ứng của hắn lại biến sắc từ nãy đến giờ đã biến sắc rất nhiều lần hẳn là thiếu phụ này quan sát chính mình nhưng quan sát một lần là đủ rồi liên tục nhiều lần như vậy ngươi cho rằng ta không phát hiện ra sao tô vũ cao mày không vội lên tiếng trong lòng thì cực kỳ nghi hoặc hai ta vốn không quen biết ngươi cứ quan sát ta chằm chằm như vậy thì quá là kỳ quái đối phương là người mà phủ binh nhận biết hiển nhiên là có lai lịch rõ ràng lúc trước hắn đương nhiên không để ý cũng không nghĩ ngợi nhiều nhưng hiện tại thì khác dưới tình huống không quen không biết một vị đằng không cứ luôn âm thầm quan sát một học viên việc này bình thường sao vương tri thiện và trần minh đi bên cạnh hiển nhiên không mảy may cảm giác được vấn đề gì tô vũ cao mày cũng không nhiều lời tiếp tục cất bước đi về phía trước một lúc sau cuối cùng hắn cũng cảm giác được là ngọc cảm ứng không còn đổi màu nữa xem ra thiếu phụ kia đã ngừng quan sát mình tuy vậy tô vũ vẫn lưu tâm chuyện này dù sao cẩn thận đề phòng vẫn hơn ai biết được lỡ đâu đối phương lại có ý đồ gì xấu về phần mình lớn lên đẹp mắt hấp dẫn sự chú ý của đối phương tô vũ cho rằng điểm này hoàn toàn có khả năng xảy ra thế nhưng tô vũ không có hứng thú đối với nàng hai tử nhà người ta đã lớn như vậy đừng nhìn dáng vẻ thiếu phụ còn rất trẻ tuổi không chừng nàng ta đã ngót nhét năm mươi sáu tuổi Chẳng lẽ còn muốn trâu già vạm cỏ non, chờ tô vũ đi xa Thiếu phụ mới truyền âm hỏi, có vấn đề gì không? Một bên, đồng tử cũng âm trầm truyền âm lại, không có phát hiện. Bất quá cái tên kia sở hữu nguyên khí thật nồng động, hắn thật sự ước ao ghen tị. Dù cho tô vũ đã che đậy rất kỹ, nhưng vẫn khiến tiểu đồng tử cảm giác được tô vũ đích thật là một con hung thú. Này chính là thiên tài, khai khiếu nhiều như vậy. Trong mắt đồng tử thể hiện rõ sự ghen ghét, năm đó hắn chỉ khai khiếu 72 cái đã tấn thấp đằng không so với tô vũ thì trên lệch quá xa. thiếu phụ lại thu thêm một ít sát khí, truyền âm nhắc nhở. nếu đã không có vấn đề gì vậy thì chúng ta đi về trước. ngươi trích sát lại lần ta một chút, đừng để bị người ta phát hiện. nàng cố ý hiển lộ thực lực đằng không? mục đích là để che đậy sự dị dạng của đồng tử. coi như người khác có cảm ứng được thì bình thường cũng sẽ chỉ cho rằng đó là thực lực của nàng, mà sẽ không nghĩ tới đồng tử cũng đã là đằng không. đồng tử truyền âm hỏi, không ra tay ở đây à? đồ đần độn. Thiêu phụ mắng một tiếng đây là vạn tộc hố bên ngoài có long võ vệ canh giữ tại đây giết người đúng là có thể mượn nhiều sát khí nồng đậm và mùi máu tươi ve mũi để che giấu nhưng đợi tới lúc bọn họ không thấy tô vũ ra ngoài lại phát hiện mấy người kia đã chết rồi vậy thì những y từng có mặt trong này cùng thời điểm với bọn hắn chắc chắn sẽ bị long võ vệ truy sát lai lịch của thiếu phụ là người nhà trương gia đây là vỏ bọc mà bọn họ đã tạo dựng rất nhiều năm vì giết tô vũ mà làm bại lộ vỏ bọc là chuyện không đáng muốn giết thì cũng phải âm thầm giết để cho người ta đoán không được là do bọn họ làm huống chi lần này cũng không yêu cầu nhất định phải giết tô vũ tốt nhất là có thể bắt xong hắn trở về rồi hãy nói lão ẩu đã về trước rồi thiếu phụ không để ý tới đồng tử biết thừa tâm tư đố kỵ của hắn đang dâng lên ghen ghét thiên tài quán hận thiên tài đây là bệnh chung của không ít người tô vũ là thiên tài đỉnh cấp điểm này không ai phủ nhận bằng hữu hâm mộ tẻ yếu dùng bái kẻ địch tự nhiên chính là ghen ghét quán hận vì cái gì ta không thể khai khiếu mấy trăm cái giống hắn không phải ta ngu dốt không có thiên phú chẳng qua là ta không có cơ duyên. Không có bối cảnh như Tô Vũ, đây chính là suy nghĩ của rất nhiều người. Đồng tử cố kiềm nén lại, theo chân thiếu phụ cùng đi ra ngoài. Trước khi đi, hắn lại liếc mắt nhìn bóng lương tan biến bên trong huyết vụ của Tô Vũ. Ánh mắt lộ ra vẻ ven hét cùng trò phúng, thiên tài thì như thế nào? Tô Vũ bây giờ còn không phải là rất thảm bại sao? Không một ai hộ đạo, đa thần văn nhất hệ quả thật đã xuống dốc tột cùng. Bằng không, dạo thiên tài như hắn, năm đó ra ngoài tối thiểu cũng phải có một vị lang vân vì hắn hộ đạo bây giờ đồng tử và thiếu phụ lại hoàn toàn không phát hiện ra được bóng dáng bất kỳ người nào. Vương học trưởng, Trần Minh, các ngươi ở đây đi. Ta đi sâu vô trong sen thử một chút, vào tới vần bên trong hầm vạn tộc, tô vũ quay người. Nhìn về phía sắc mặt hai người đồng hành đã trắng bệch vì bị sắc khí đè nánh, đoạn nói. Thần văn chữ sát của ta đã là nhị dai, ta muốn vào sâu hơn nữa để ổn dưỡng nó. Các ngươi ở lại đây đi, hoặc không thì ra ngoài chờ ta một lát cũng được. Tô vũ cái này hai ngươi là cầm tiền, tiếp nhiệm vụ dừng lại ở ngoài này có phải là quá vô trách nhiệm rồi hay không? Tô Vũ cười bảo, không có chuyện gì. Hai vị, ta có thần văn chữ sát và chữ máu hỗ trợ, sát khí nơi này không ảnh hưởng tới ta, nhưng các ngươi thì khác. Đừng để sát khí trùng kích thức hải, lây ảnh hưởng không tốt. Vương trí Thiện lúng túng đáp, vậy thì cảm tạ học đệ, bọn hắn cũng xác thực đi không nổi nữa. Thâm nhập sâu hơn thì sẽ dễ dàng xảy ra chuyện, kế nhưng trước đó cầm tiền, đã nói rõ sẽ bồi Tô Vũ cùng đi. Cũng may là Tô Vũ tốt bụng, không miễn cưỡng hai người bọn họ. Tô Vũ lại nhắc nhở, nếu các ngươi còn chịu được thì ở lại đây mài dỗ một chút ý chí lực của mình đi. Ngươi này tương đối thích hợp rèn luyện sát tính. Hai người gật đầu, vạn tộc hố dĩ nhiên là địa điểm rất tốt để tôi luyện sát ý. Nhìn chung quanh cũng có không ít người vào đây với mục đích tương tự bọn họ. Bất quá ai nấy đều là tự tìm địa phương rèn luyện chính mình, không người nào trao đổi hay làm phiền tới ai. Tô Vũ bội phục nhất chính là có mấy người trực tiếp nhảy xuống dưới hố sâu để tu luyện, cũng không sợ những cái kia chi xú, quả là đáng hưởng trang 748, học viên đại hạ chiến tranh học phủ tách ra khỏi vương trí thiện xong, Tô Vũ liền đẩy nhanh tốc độ đi về phía trước, vừa đi, hắn vừa thấp giọng hỏi, mới rồi các ngươi có để ý tới nữ nhân kia có điểm nào bất thường không, đang không thất trọng. Là chiến giả, không phải văn minh sư, đây là thanh âm của ảnh tử, sau một khắc, bên trong lồng ngực hắn truyền tới giọng nói nhu hòa của thủy nhân, nữ nhân kia thực lực không yếu, bất quá đó không phải là thanh chốt. Điểm đáng ngờ là đứa bé đi cùng nàng ta suy nghĩ một chút, thì nhân mới mở miệng nhận xét hô thích hợp không thích hợp tô vũ nghi hoặc hán quả thật không nhìn ra cái gì không đúng hơi nước bất đồng tô vũ nghe không hiểu thì nhân thấp giọng giải thích ta cho rằng đây không phải là hai từ thật sự thì linh tộc có cảm ứng rất rõ ràng đối với chất lỏng lớn nhỏ khác biệt thì lượng hơi nước trong cơ thể cũng theo đó mà bất đồng ta quan sát hàm lượng nước trong cơ thể của đứa bé kia tin chắc đó phải là người trưởng thành mới có rớt lời thì nhân ngẫm nghĩ một lúc rồi lại nói Cụ thể thực lực của nó thì ta không rõ, bởi vì có một vị đằng không ở bên cạnh nên ta cũng không tiện cảm ứng, chỉ có thể cảm thụ sức chứa nước nhiều hay ít mà thôi. Dựa theo phán đoán thì có khả năng đối phương đã 40, 50 tuổi, thậm chí còn lớn hơn. Tô Vũ như có điều suy nghĩ, không phải là một đứa bái sao, có điều ngẫm lại thì cũng khôn kỳ khoái, đừng nói là tu giả. Ngay cả người bình thường thì đôi khi có những người trưởng thành lớn lên nhưng vóc dáng lại không khác gì tiểu hài tử. Thế giới của tu giả có rất nhiều khả năng, không phải đứa bé sao tô vũ mỉm cười Coi ý tứ phù quân nhận biết đối phương rõ ràng đối phương thường xuyên đến đây long võ vệ đóng quân ở đây có thực lực như thế nào có một vị đằng không cửu trọng cảnh ảnh từ đáp lời đằng không cửu trọng không yếu chu đóng ở vạn tộc hố đại biểu là người của đại hạ phủ hạ gia dù cho dân hải thì bình thường cũng không dám ở nơi này quấy rối bất quá đằng không cửu trọng đại khái cũng sẽ không tự ý đi dò xét vị thiếu phụ cũng đồng dạng là đằng không cảnh đây là hành vi cố ý khiêu khích trừ phi đối phương có tình nghi không sai biệt lắm tô vũ cũng không nhiều lời tiếp tục đi thẳng sâu vào bên trong hai tên đằng không sao không có gì hắn còn mang theo hai vị lăng vân đây mất quá dĩ nhiên vẫn phải cẩn thận một chút đừng để bị gài bẫy tiếp tục tiến lên táp lực biến lớn sát khí cũng càng thêm dày đặc bốn phía con đường đều bị huyết sắc che mờ đến nỗi khó mà thấy rõ đường đi quán khí bổ vây khắp nơi mà bên trong biển ý chí tiểu đệ chữ máu nhảy nhót một phen giúp tô vũ xua tán bớt đi màn xương máu âm trầm kia ngược lại nó không định hấp thu gì quanh đây toàn là oán khí đối với thần văn không có chỗ nào tốt thần văn chữ lôi cũng nhảy ra ngoài bốn phía chung quanh tô vũ ánh lên lôi đình lấp lánh đây cũng là một phương thức tự rèn luyện của thần văn tô vũ vừa để tiểu đệ chữ lôi tự rèn luyện bản thân vừa chậm rãi tiến sâu vào trong đi được một lúc hắn cảm ứng phía trước có người nghe được động tĩnh phía trước chuyển đến thanh âm trầm trầm nói học viên chiến tranh học phủ đang tu luyện chờ quấy dày thật có lỗi tô vũ cười làm lành cũng không nhiều lời chủ động tìm lối vòng qua đối phương không thấy rõ cụ thể bộ dáng hắn cũng lười đi dò xét người nọ miễn cho bị coi là khiêu khích tìm phiền toái cho mình thay hắn đi đường vòng nam tử vừa lên tiếng cảm nhận được thiện ý Bành hoàn nhã nói thêm vài câu tốt nhất ngươi đừng đi quá sâu vào bên trong đằng xa kia là khu vứt xác của các cường giả đỉnh cấp mặc dù nguyên khí nồng động ý chí lực nồng động thế nhưng sát khí hỗn tạc loại nguyên khí như vậy tốt nhất là đừng hấp thu một vị cường giả đỉnh cấp bị giết, nguyên khí từ cơ thể hắn sẽ tràn lan ra ngoài, giống như ngày đó giáo chủ huyết hỏa giáo bị hạ long võ giết, nguyên khí tỏa ra khắp nơi, thu hút người người ùa tới tu luyện. Thế nhưng cường giả nơi này bị giết đã lâu, nguyên khí đã sớm không còn, thứ hội tụ lại chỉ là huyết sát chi khí xen lẫn nguyên khí hỗn tạp. Nghe thấy đối phương nói vậy, tô vũ vội vàng nói: thật cảm tạ sư huynh đã nhắc nhở, đối phương là học viên, đại biểu không phải là đằng không. Tô vũ khách khí, tự nhiên phải gọi sư huynh nghe thế nam tử ngạc nhiên ngươi cũng là học viên của học phủ sao đúng vậy là văn minh học phủ văn minh học phủ là cửu thiên hay là đại hạ đại hạ văn minh học phủ đi đến tận đây mà còn có thể thản nhiên như vậy ngươi là học viên tom đầu của bách cường bằng a tô vũ cười nói xem như thế đi sư huynh là người của học phủ nào đại hạ chiến tranh học phủ đều là học viên học phủ mặc dù hai nhà không quá hòa thuật bất quá cũng không phải thâm cừu đại hận gì nam tử cũng thấy nhiều hơn mấy phần thiện ý cười bảo Văn minh sư các ngươi vốn có nhiều thủ đoạn bảo mệnh, là ta nhiều chuyện rồi, thế nhưng nói chung học đệ cũng cần cẩn thận, đi thẳng vào trong sẽ có một cái hố lớn chuyên mai táng sơn hải, cách đó không xa còn có một cái hố chôn xác nhật người cảnh, mặc dù nhật người chết rồi thì không còn gì uy hiếp quá lớn, thế nhưng cũng cẩn thận sát khí của bọn họ trùng kích biển ý chí của ngươi, đa tạ sư huynh nhắc nhở, Tô Vũ lần nữa nói tạ ơn, cũng không nhiều lời, cất bước tiếp tục tiến lên. Chờ hắn đi rồi, trong ít vụ có một bóng người hiện ra, rất trẻ trung, ăn mặc áo ngắn tay, ngũ quan cân xứng. Mái tóc ngắn người cạo sát đầu. Nam tử Hồ Nghi nhìn thoáng qua bóng lưng Tô Vũ, mơ hồ thấy được ánh sáng trắng lóe lên từ người hắn, rất mạnh, đi ở đây đã cảm thấy không chịu nổi, vậy mà đối phương còn có thể tiếp tục đi lên phía trước. Chiêm Hải đã đột phá, Địch Phong, Khương Mục mấy người này ta đều biết, vậy tên kia là nam tử thầm nghĩ, trong đầu chợt lóe lên một cái tên, Tô Vũ. Tân sinh Tô Vũ, là hắn sao? Không nghĩ tới lại gặp tại đây, nam tử cười cười, có chút tiếc muối năm nay hắn không thể tham dự cuộc chiến giữa hai học phủ bằng không thì thực sự sẽ mở mang kiến thức một chút thiếu niên lúc nãy chính là tân sinh rất nổi tiếng mà hắn đã sớm nghe danh mòn cả tai bất quá đến lúc đó có lẽ có thể đi qua bên đại hạ văn minh học phủ quan chiến thử xem xem ra lần này các sư đệ sư mua y của mình gặp phải phiền toái rồi cái tên này rõ ràng là một ngoa nhân sắc khí nồng đậm như vậy mà hắn không hề có phản ứng khó chịu nào nam tử cũng không nghĩ nhiều tiếp tục ngồi xuống khoanh chân tu luyện phía trước tô vũ cũng âm trầm quay đầu lại nhìn lướt qua long mày khẽ nhíu người nọ là cường giả hẳn là học viên bài danh ton đầu trong vạn thạch bảng hay khiếu không ít năng lực che giấu khiếu huyệt của đối phương không mạnh ý chí lực của tô vũ cường hãn dù hắn không cố ý cảm ứng thì cũng có thể dễ dàng phát sát được nguyên khí nồng đậm tối thiểu đối phương đã khai 108 khiếu hơn nữa còn hợp không ít khiếu rồi tô vũ nghĩ tới đây thì lắc đầu không liên quan gì tới hắn tô vũ giờ phút này đã bị lớp màn xương máu bao phủ hắn tiếp tục đi sâu vào bên trong áp lực càng lúc càng lớn Biểu ý chí đã gặp phải dấu hiệu bị trùng kích bất quá may mà tô vũ có cái chùi do triệu lập tặng đám huyết vụ này vừa tới gần thức hải chui nhỏ đã một búa đập xuống xương máu trong nháy mắt liền tan biến không có ảnh hưởng gì quá lớn ngươi đều đã chết từ lâu rồi chút ảnh hưởng của bọn họ cũng chỉ tới như thế chương 749, uy áp dữ dội càng đi càng xa dần dần tô vũ đã cảm nhận được một chút uy áp tồn tại hắn không nhiều lời trực tiếp nhảy xuống cái hố to phía dưới trong hồ lớn bên này không mùi hôi thối nồng nặc như những hố chôn xác ở đằng trước bên đây là nơi vứt thi thể của cường già đỉnh cấp một năm cũng chẳng giết được mấy ai có khi vài ba năm mới chặt đầu được một tên đã là không tệ dưới chân khẽ động vô tình dẫm trúng xương cốt của kẻ nào đó xem ra tên này đã bị giết cũng nhiều năm không phải là thi thể của vị giáo chủ thiên nghệ thần giáo kia tên kia bị giết chỉ mới hơn nửa năm dù sao cũng là nhật nguyệt thi thể thậm chí còn chưa hư thối chứ đừng nói là lộ hẳn ra xương trắng như vậy lại đi vài bước động tĩnh của chùi nhỏ trong đầu tô vũ càng lúc càng lớn nó đang ra sức đánh tan đám xương máu chung quanh xương máu nơi đây còn kèm theo tính công kích ăn mòn thức hại nếu không phải là đằng không cảnh thì chỉ e còn chưa đi được tới gần đây thì đã ngã quỵ vì đau lớn dù là đằng không cảnh thì tới nơi này cũng phải tiếp nhận áp lực cực lớn nếu không có chùi nhỏ tô vũ cũng không thể nào nhẹ nhàng ứng đối như bây giờ ảnh từ ở dưới chân hắn giờ phút này lộ ra điểm đặc thù tại đây ánh nắng còn không chiếu xuống được vốn dĩ làm gì có bóng dáng bất quá người bình thường không chú ý quan sát cũng sẽ không để ý tới điểm đó tiếp tục đi thêm mấy trăm mét Nương theo áp lực càng lúc càng lớn trước mặt tô vũ bỗng nhiên xuất hiện một vùng đất trống chính xác là một nơi mịt mờ như chân không một thi thể không đầu đang nằm cách đó không xa lúc bấy giờ toàn bộ xương máu chung quanh đều bị sát khí của cỗ thi thể không đầu ấy gạt bỏ sạch sẽ tô vũ nhíu mày không có đầu hạ long võ thật hung ác tên kia chết không toàn thay a à. cũng không biết cái đầu của gã đã bị ném đi đâu rồi chiến giả nhật người cảnh kỳ thật có có khả năng nhào máu trùng sinh bất quá hạ long võ quá mạnh một đao giết sạch tất cả sinh cơ của gã bao gồm cả lực lượng sinh cơ trong máu hiển nhiên đối phương không có cách nào trùng sinh thì nhân cũng chứng kiến hết thảy cả người rúng động thở dài cảm thán thật mạnh không phải nó nói đến vị giáo chủ bị giết mà là đang nhận xét về hạ long võ chén giết một vị nhật người chỉ bằng một đao giống như này đó y dùng một đao lấy mạng huyết hỏa giáo chủ thì nhân vội can chớ tới vần tốt nhất ngươi không nên chạm vào thi thể này hạ phù chủ quá mạnh một đao giết người khiến đao khí nội uẩn một khi ngươi chạm vào đao khí tràn lan ra ngoài ngươi sẽ lập tức bị giết chết tô vũ trầm giọng nói ta biết không có chuyện gì ta tu luyện khai thiên đao đao khí đồng nguyên vấn đề không lớn hắn cũng biết đao khí có vấn đề nhưng hắn đã sớm chuẩn bị hạ long võ giết đối phương chính là dùng khai thiên đao cùng đao khí của mình đồng nguyên chỉ cần không phải là địch thì đao khí ấy không đả thương được chính mình. Tô Vũ chậm rãi tới gần, 144 cái khiếu huyệt của Khai Thiên đao mở ra, hào quang lóe sáng, đao khí ngưng tụ, hộ thân. Đi trước đó cứng miệng nói không sợ, nhưng giờ phút này cảm nhận được uy áp từ thi thể của đối phương tỏa ra. Tô Vũ liền gạt mồ hôi đọng trên trán, ngào giọng giận dò, nếu mà đao khí thật sự bạo phát, hai người nhớ bám chắc vào, ta sẽ chạy rất nhanh đó. Thì nhân cùng ảnh từ không nói gì, đây không phải là chuyện của một mình ngươi, là việc ảnh hưởng tới tính mạng của cả ba chúng ta, đao khí từ cơ thể một vị cường giả tiếp cận vô địch mà bung ra, cả hai đứa nó có hợp sức lại cũng không ngăn nổi. Cái đầu hỗn đản Tô Vũ, nếu không phải hắn đang khống chế tính mạng của hai đứa nó, hiện tại bọn nó thật sự rất muốn giết chết hắn. Mà giờ khắc này, khoảng cách giữa Tô Vũ và thi thể càng lúc càng gần, sau một khắc, trên thi thể bỗng thoáng hiện một vệt ánh đau. trong nháy mắt liền chém thẳng xuống chỗ Tô Vũ, nhanh, vô cùng nhanh. Bất quá ánh đao vừa tới lần đỉnh đầu, trong nháy mắt trật thù lại phảng phất như thể nó cảm ứng được cái gì đó đau khí tỏa ra khắp nơi toàn thân trên dưới tô vũ chảy mồ hôi lạnh ròng ròng thật đáng sợ vừa mới rồi hắn hoàn toàn không thể động đậy một vệt ánh đao ấy kén chút đã trực tiếp lấy mạng hắn ma ảnh tử cùng thủy nhân lại hoàn toàn không có động tĩnh gì các ngươi phóc hắn còn chưa nói xong dưới chân ảnh tử bỗng nhiên hiện ra thân ảnh bóng dáng đen thẫm lăn dưới chân tô vũ dù hắn không nhìn thấy mặt nó thì cũng có thể cảm nhận được sự bất đắc dĩ cùng vô lực của ảnh tử đại nhân không phải chúng ta không ra tay là không có cách nào ra tay ảnh tử vội vàng thanh minh nó chẳng qua là bị dư ba chấn động một thoáng thế mà trực tiếp bị chấn xuất ra khỏi cái bóng của tô vũ quá đáng sợ giờ khác này cả thủy nhân cùng ảnh tử đều vô lực hạ long võ cư giả tuyệt đỉnh là sự tồn tại đã sắp tiếp cận vô địch đặt tại vạn giới thì cũng là chúa tể một phương thật sự khó mà dây vào cùng lúc đó đại hạ phủ phù thành chủ trong gian thất hạ long võ đang xem sách bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía một phương hướng chính là phương hướng của vạn tộc hố đi nhắm mắt nhìn ngẫm một lát ngoài ý muốn thì thầm hắn đi tới đó làm cái gì chợt nghĩ tới một chuyện ánh mắt hạ long võ hơi khác thường không lẽ đối phương đánh chủ ý lên kho tàng của thiên nghệ thần giáo lái van cũng không nhỏ ngay đó giáo chủ thiên nghệ thần giáo muốn dùng cái này cầu mạng sống hạ long võ đương nhiên không thèm để ý một đao liền chén chết lão sau đó y cũng cho người thử tìm kiếm kho tàng của lão nhưng lại không có phát hiện gì. Mà y cũng chẳng để ý, đã sớm quên mất chuyện này. Đối với hạ long võ mà nói, kho tàng gì gì đó, thật giả đều chưa biết, cho dù có thì cũng không đáng nhắc tới, thiên nghệ thần tộc còn có thể cho ít đồ tốt theo tên cho tên chó săn kia sao? Nếu là kho tàng của chủ nhân nhà lão, hạ long võ còn có thể dậy lên chút hứng thú, tỉ như do xét được hang ổ của thiên nghệ thần tộc. Dĩ nhiên việc này hy vọng không lớn, dù sao thì đối phương cũng có vô địch tọa chấn, lẽ gian rất lớn, cũng không sợ đao khí giết lầm ngươi Hạ Long Võ khẽ cười một tiếng, bình thường người biết có đao khí của y tồn tại thì sẽ tuyệt đối không dám động tới thi thể kia, nếu là giáo chúng vạn tộc giáo chạm phải, bị giết thì xem như đáng đời, Tô Vũ tu luyện khai thiên đao, chính như hắn nói. Đao khí đồng nguyên. Đao khí của Hạ Long Võ đương nhiên sẽ không xuống tay với hắn, Hạ Long Võ tiếp tục xem sách, không để ý đến Tô Vũ nữa. Cứ để tùy ý hắn tự giày vò ở đó đi, tìm được thì dù sao cũng là vật trong nồi, Tô Vũ là người của đại hạ phủ dùng số tiền đó bồi dưỡng nhân tài như hắn cũng chẳng sao con tìm không thấy thì đó cũng là chuyện của chính tô vũ hạ long võ không quan tâm tập trung đọc sách tu thân dưỡng tính ti vẫn còn muốn con đường văn minh sư của mình cũng tiến vào nhật nguyệt đây mà giờ khác này bên trong vạn tộc hố mồ hôi lạnh của tô vũ chi nhang nhỏ xuống bất quá cũng không phải không có thu hoạch gì bên trong biển ý chí thần văn chữ đao và thần văn chữ sát của hắn đều đang lóe sáng giống như bọn chúng đang hấp thu cái gì đó Chương 750, một đoạn ký ức Tô Vũ lần nữa tiến lên một bước, không có cảm giác đè nén giống ban nãy, thi thể này không có đầu, hắn cũng người quan sát kỹ. Văn binh xuất hiện, cách khôn một đao xuyên qua. Có điều dù cho người đã chết, nhưng lực phòn ngự thân thể vẫn cực kỳ cường đại, một đao của Tô Vũ hoàn toàn không thể đâm vào da thịt của lão, thì nhân nhắc nhở, "Tô Vũ, ngươi rút huyết dịch ra từ vết thương ở cổ đi." Tô Vũ cũng vừa nghĩ đến chuyện này, nghe vậy liền vội vàng hỏi, "Cơ thể lão vẫn còn huyết dịch sao?" vậy thì tốt tô vũ nhẹ nhàng thở ra tiểu đệ chữ máu phát động từng chút lại từng chút xương máu bắt đầu bị rút ra khỏi vùng cổ chân nhãn thì nhân cũng hết sức am hiểu việc này kẽ thế liền hỏi cần ta hỗ trợ không được thì nhân không nói nhiều chỉ thấy tốc độ hút máu đằng kia chợt tăng tốc một lát sau trong hư không ngưng tụ ra một giọt máu bất quá cũng không phải là tinh huyết phải ngưng tụ nhiều hơn chút nữa thì mới có biện pháp ngưng tụ thành tinh huyết thì nhân nói một câu nó đã đoán được Tô Vũ muốn làm gì, thế nhưng cũng không định nhiều lời, đối với các chủng tộc mà nói. Bọn chúng đều ôm tâm thái bình thường với việc nhân tộc rút ra tinh huyết, dần dần. Một giọt, hai giọt từng giọt huyết dịch cứ thế bị thủy nhân vài chữ máu hợp sức lấy ra, máu của lão đã không còn chút sức sống nào. Sớm đã bị Hạ Long võ dùng một đao chặt đứt toàn bộ sinh cơ. Tiểu đệ chư máu rút ruột muốn hấp thu nhưng lại bị Tô Vũ ngăn cản, lấy tinh huyết vốn là để quan sát trí nhớ của tên Nhật Nguyệt. Bản thân Tô Vũ đã rất ái náy và khó chịu, còn việc hấp thu huyết dịch thì đã quá sức, Tô Vũ đương nhiên kháng cự, dù cho huyết dịch của một vị nhật người chắc chắn sẽ rút tiểu đệ chữ máu tiến bộ không ít, thế nhưng hắn vẫn kiên quyết từ chối. Sau khi rút ra được hơn người giọt huyết dịch, thần văn chữ máu liền rung động, bắt đầu cô động tinh huyết. Thủy Nhân lần nữa chủ động đề nghị, "Ta cũng có thể cô động huyết dịch, tốc độ sẽ càng nhanh hơn một chút." Tô Vũ im lặng, "Hôm nay ngươi tích cực quá nhỉ? Bất quá Thủy Nhân nguyện ý ra sức, đó là chuyện tốt." Hắn cũng không nhiều lời, "Mấy phút đồng hồ sao?" một giọt tinh huyết đã cô đọng thành công tô vũ khẽ vẫy tinh huyết liền rơi vào trong tay hắn giúp ta quan sát chung quanh có người đến thì lập tức nói cho ta biết tô vũ dặn dò một tiếng sau đó bắt đầu ngồi xuống chuyên tâm chia tách tinh huyết rút mảnh vỡ ký ức ra ngày đó bạch phong đã dạy tô vũ một lượt về sau hắn lại dùng tinh huyết phệ hồn trùng thí nghiệm rất nhiều lần cũng thành công được năm ba lượt đương nhiên xác suất thành công không cao nơi này lại còn không có dụng cụ khả năng thành công sẽ lại càng thấp hơn nhưng tô vũ không thèm để ý cùng lắm thì đợi chút nữa lại bảo thủy nhân rút ra thêm một ít huyết dịch cô động lại thành một giọt tinh huyết nữa cho hắn thử nghiệm đây là lần đầu tiên tô vũ nhìn thấy tinh huyết của nhân tộc không giống với các chủng tộc khác bên trong giọt tinh huyết này không có bóng người ẩn hiện không biết có phải nguyên nhân là vì nhân tộc không có thiên phú kỹ hay không tô vũ nhớ lại từng bước mình đã làm trước đây đầu tiên là tước đoạt ngoại tầng tinh huyết tiếp theo là chia tách mảnh vỡ ký ức và mảnh vỡ thiên phú kỹ trong nó nhân tộc không có thiên phú kỹ nếu vậy nên sẽ tiết kiệm được công sức hơn một chút hơn nửa canh giờ sau tô vũ đầu đầy mồ hôi cẩn thận từng ly từng tí tách mở lớp bao bọc bên ngoài tinh huyết lộ ra một mảnh vật chất nhỏ xíu màu đen bên trong đây chính là mảnh vỡ ký ức không có mảnh vỡ thiên phú kỹ thì bất hẳn được một công đoạn đây đúng là chuyện tốt bất quá chung quanh mảnh vỡ ký ức này còn có không ít hoán khí xen lẫn từ khí tô vũ nhất định phải bài trừ sạch sẽ lại tốn thêm nửa giờ cuối cùng tô vũ cũng lấy được ra một vật chất trong suốt nhỏ xíu hắn nhẹ nhàng thở hát ra thành công rồi xem ra trước đây hắn đã làm hỏng cả trăm lần vô số tinh huyết vệ hồn trùng cũng không phải hoàn toàn là vô ích kỹ năng đã tiến bộ nhiều tô vũ nín thở dùng sức kích phá tiểu ảnh từ trong tay sau một khắc trước mặt hắn hiện lên một vài đoạn hình ảnh có chút mơ hồ bóng dáng hai người ẩn hiện không thấy rõ được diện mạo tô vũ so sánh một thoáng người bên trái hẳn là giáo chủ thiên nghệ thần giáo trang phục rất giống với cỗ thi thể đằng kia người bên phải thì hắn không thấy rõ mặt hai người đang nói chuyện gì đó hắn không nghe được thanh âm cho nên tô vũ cố gắng tập trung quan sát khung cảnh chung quanh bọn họ dường như hai người này đang ở trong một tòa cung điện hắn huyên một hồi hình ảnh chợt thay đổi người bên phải đưa tay lên vỗ vỗ bà vai giáo chủ thiên nghệ thần giáo vốn dĩ tô vũ cũng không quá để ý có điều hắn bất giác ngẩn người trên cánh tay trái của người nọ khi duỗi ra có một vết ấn ký sắc nét độc vào mắt hắn tô vũ định thần nhìn lại nhưng hắn chợt thấy hai mắt lóa lên một cái sau đó thì da rẻ trên cánh tay người kia lại biến trở về bình thường hình xăm hay ấn ký gì cũng đều không có sau một khắc giáo chủ thiên nghệ thần giáo lại xuất hiện một mình ở một địa phương khác trong tay lão cầm theo một cái hộp trịnh trọng bày cái hộp lên trên một cái đài thờ cúng rồi cung kính vái lại sau đó nhanh chóng lui ra ngoài bảo khố tô vũ trong lòng giật mình nó ở đâu mảnh vỡ ký ức chỉ di chép lại khoảnh khắc mà khi người còn giống chấp niệm nhất rất rõ ràng thứ mà vị giáo chủ thiên nghệ thần giáo để ý nhất chính là cuộc nói chuyện với người lạ mặt kia cùng với cái hộp mà ông ta đã đặt lên đài thờ cúng chứ không phải là kho tàng bảo địa sau đó thì sao? Tô Vũ mở to hai mắt nhìn chằm chằm khung cảnh trước mặt, hắn chỉ thấy được khung cảnh bên trong phòng, còn về phần căn phòng đó nằm ở nơi nào thì tuyệt nhiên không biết, nhân cảnh lớn như vậy, ngươi bảo ta biết đi đâu mà tìm, mà hình ảnh ký ức chỉ chiếu đến đoạn giáo chủ thiên nghệ thần giáo cung kính vái lại xong. Rời khỏi căn phòng thì tắt ngỏ, hết rồi, đẹp. Tô Vũ nhị không bực, tức giận mắng to, man nó. Không có thông tin, không có bất kỳ tin tức nào hữu ích. Tới đây là hết rồi chương 751, lấy gian quá nhỏ. Ngay tại thời điểm Tô Vũ đến tiết mắng màu vị Nhật Nguyệt đã tấn mạng kia, thì bên trong một tòa cung điện to lớn, có một vị cường giả đang tu luyện, người nọ bất chợt mở tràng hai mắt, nhưng đầu nhìn một lượt khắp chung quanh, đoạn lầm bẩm có người nhìn trộm ta, ánh mắt ông ta lưu chuyển, giống như muốn nhìn thấu cái gì đó, đột nhiên. Một vệt ánh đao từ trong mắt hiện ra, thổi phù một cái, huyết dịch theo trong mắt nhỏ xuống, tí tách một tiếng, huyết dịch rơi thẳng xuống đất, ra một làn khói đen mờ mịt. Hai thiên đao tiếp cận vô địch, không, có khả năng là đã địch nổi vô địch rồi, thật sự rất mạnh. Vị giả nọ cười cười lắc đầu, không quản nhiều, dù là nhìn trộm ta thì lại có thể nhìn được cái gì, mà trong chốc ngáng này, bên trong phủ thành chủ ở đại hạ phủ, Hạ Long võ khẽ nhíu mày, tiểu tử Tô Vũ đã chạm đến cái gì, hắn đã quấy nhiễu đến quá khứ, chạm tới lĩnh vực của vô địch, cũng may, hết thảy mọi thứ chỉ diễn ra trong nháy mắt rồi kết thúc. Hạ Long võ suy nghĩ một phen, áng chừng có truy xét cũng không thu được kết quả gì y bất đắc dĩ lắc đầu, thực lực y vẫn còn kém một chút, chỉ có thể cảm ứng được động tĩnh bên phía tô vũ, nhưng cụ thể lại không phát hiện ra được hắn đã làm gì. Hạ Long võ lần nữa nhìn về phía vạn tộc hố cách nơi này rất rất xa, âm trầm lẩm bẩm, cùng thiên nghệ thần giáo có quan hệ là vô địch cảnh của thiên nghệ thần tộc sao, hay là cái khác, không dễ đoán. Tô vũ có thể đã biết một chút gì đó, thôi vậy, lát nữa y bảo hạ hồ vưu quay về trường hỏi thăm hắn một phen xem sao. Lúc này tô vũ cũng không quản được nhiều như vậy hắn mắng to một hồi mới dừng lại gương mặt đầy phiền muộn ảnh tử dè dặt nói trước khi hình ảnh tắt hẳn ta có thấy lão xuất hiện ở gần một ngọn núi tô vũ buồn bực đáp ta biết nhưng chỉ là một đoạn hình ảnh thoáng qua mà thôi như vậy làm sao tìm hiện tại báo có ở đại hạ phủ hay không cũng khó nói nguyên bản thiên nghệ thần giáo cũng đâu có hoạt động cờ mỗi đại hạ phủ có khả năng ngọn núi chúng ta thấy ban nãy nằm ở địa bàn của đại phủ khác nhưng cảnh lớn như vậy chỉ dựa vào một ngọn núi thì rất khó tìm ảnh từ ngẫm nghĩ một lúc mới lên tiếng chưa hẳn nó đã nằm ở các đại phủ khác dựa theo trước kia ngươi kể thì đối phương đã dốc toàn bộ lực lượng vào đại hạ phủ thế thì chẳng lẽ lại lưu bảo khố ở địa bàn khi trước ta e đối phương cũng có ý muốn chiếm đóng địa bàn ở lại đây lâu dài thì đúng hơn cũng đúng nhưng thật sự quá khó tìm tô vũ buồn bực đáp ta đang nghĩ quá đơn giản bảo khố của lão có lẽ sớm đã bị thiên nghệ thần tộc rời trống hoặc là bị một đám dư nghiệt dọn đi rồi hắn phát hiện mình hoàn toàn chính xác là suy nghĩ quá nông cạn không phải cứ thấy được thì nhất định có thể tìm tới được Khơi kệ cứ thử một chút xem sao tô vũ thở dài cũng không tính là quá nhột trí hắn lẩm bẩm thử thời vẫn đi ban nãy ta có trông thấy chảm thực vật phía sau lưng lão hy vọng những thực vật này chỉ đặc biệt sinh trưởng ở một vài địa phương đặc thù nào đó trước kia ta chưa từng trông thấy qua đợi về lại học phủ ta sẽ tra cứu một phen có lẽ sẽ có phát hiện mới ngay lúc giáo chủ thiên nghệ thần giáo ra khỏi căn phòng trong nháy mắt tô vũ đã kịp thấy được một ngọn núi phía sau lưng lão ngọn núi này không quá lớn hết sức bình thường cũng không có đặc điểm gì đặc biệt nhưng được cái là thực vật mọc trên đó thì lại khá lạ mắt có rất nhiều loại cây hắn chưa bao giờ thấy qua cái này đại biểu bọn chúng không phải thực vật phổ biến hiện giờ hắn chỉ có thể dựa vào chút căn cứ như vậy để tìm kiếm bảo khố của đối phương nói tóm lại vẫn tính là thuận lợi tối thiểu đã có được manh mối mà khôn rõ người mà giáo chủ thiên nghệ thần giáo chấp niệm sâu nhất tới tận trước khi chết vẫn chăm chăm nghĩ về cuộc nói chuyện với ông ta kẻ đó rốt cuộc là ai là cường giả của thiên nghệ thần tộc sao thân phận của đối phương hẳn là cao hơn so với chức giáo chủ thiên nghệ thần giáo bởi vì tô vũ nhớ rõ có một cảnh ông ta vỗ vỗ bả vai của lão nhật nguyệt kia đây thường là hành động mà cấp trên đối với cấp dưới a một vị nhật nguyệt tùy tiện bị người ta vỗ bả vai người bị ẩn nọ rất có thể là nhật nguyệt thậm chí càng cường đại hơn cánh tay trái của ông ấy có một đạo hoa văn tô vũ nhớ kỹ tin tức này trong lòng mơ hồ có chút ý nghĩ dựa theo suy đoán trước đó của hắn thì thiên nghệ thần giáo vào đại hạ phủ là vì muốn đối phó với hạ long võ mai ra thì còn là vì để bức bách liễu văn hạn lão sư cấp tốc đằng không nhằm ép ngài đấy cụ hiện thần văn vậy có khi nào giáo chủ thiên nghệ thần giáo đã nhận lệnh từ vị vô địch phản bội kia không phải không có khả năng sao chẳng lẽ nói kẻ trước đó cùng lão nói chuyện chính là vị vô địch phản bội cánh tay có hoa văn một khi đến cảnh giới vô địch muốn đúc lại thân thể đều không có vấn đề đừng nói là vô địch ngay cả nhật nguyệt cũng có thể làm được thế nhưng ông ta lại không tư trừ hoa văn trên cánh tay liệu có phải là vì nó mang ý nghĩa đặc biệt nào đó hay chỉ đơn giản là vì sở thích cá nhân hoặc thật ra nó chính là một cái dấu hiệu đặc thù chẳng lẽ kẻ vẫn luôn âm thầm hãm hại đa thần văn nhất hệ chúng ta chính là người thần bí nó tô vũ thầm suy đoán nhưng rất nhanh đã lắc đầu quên đi thôi không nên nghĩ về việc này nữa nếu thật sự là vô địch dù có biết người nọ là ai thì tô vũ cũng chẳng thể làm gì đối phương hắn không có bất kỳ chứng cứ gì chẳng lẽ tùy tiện đi tìm đại hạ vương bảo ngài ấy giết một vị vô địch nhĩ cũng đừng nghĩ đại hạ vương người ta cũng không phải là cha ngươi tô vũ càng nghĩ càng thấy đau đầu thôi được rồi trở về rồi lại tính thử tra xét một phen xem nhớ đâu đúng như lời ảnh tử nói ngọn núi nọ thật sự ở ngay trong địa bàn đại hạ phủ chúng ta trở về thôi các ngươi tiếp tục ẩn nấp cho kỹ trong tay tô vũ xuất hiện một viên truyền âm phủ mập mạc đợi chút nữa tới đón ta nhé ngươi nhớ cẩn thận một chút đừng để bị ai thấy được với lại ngươi nhớ mang theo cường giả tới hà hồ vư rất mau đã hồi âm có kẻ địch không chắc lắm ngươi giúp ta cha một chút xem sao trương gia ở ngay gần phù cận và tộc hố trong nhà có một vị thiếu phu nhân là đằng không thất trọng còn có đứa con trai bị thụ thương phải dùng sát khí áp chế được hà hồ vư thoải mái đáp ứng chỉ là việc nhỏ mà thôi bất quá tô vũ cái tên này có phải là lái gian quá nhỏ rồi hay không tuy tiện gặp phải một vị đằng không thôi mà đã cảm thấy là người khác muốn hại ngươi nếu đã sợ như vậy. Tốt nhất là đừng ra cửa, cẩn thận bị người ta dọa dạ chết. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng cậu vẫn không nhiều lời, mau chóng cho người đi tra xét gia đình họ trương nọ. Chỉ là một tiểu gia tộc, không có gì quá khó. Chương 752, liên đời tới gia tộc của Trương Hào Tô Vũ lội ngược trở về, vừa đi vừa thu nạp một chút sát khí, hỗ trợ ổn dưỡng thần văn. Thần văn chữ sát đã sớm tấn cấp nhị giai, trên thực tế cũng không có gì cần ổn dưỡng. Tô Vũ cũng không định ổn dưỡng nó đến tam giai, giai đoạn hiện giờ mà thần văn đến tam giai thì chỉ tổ tăng áp lực gánh vác không có quá nhiều trợ giúp cho tô vũ thần văn chữ huyết từ lần trước hấp thu cả một ngày một đêm nguyên khí của vị nguyệt thần bên ngoài chiến khu 18, đã sớm chạm tới rìa danh với tam giai đây cũng là lý do tô vũ không dám tiếp tục ổn giữ hay cho nó hấp thu thêm huyết dịch đi một hồi hắn đã quay trở lại hang động mà ban nãy gặp vị sư huynh bên chiến tranh học phủ người nọ không còn ở đây hẳn là đã tu luyện xong nên rời đi trước tô vũ cũng không quá để ý đúng lúc này truyền âm phù khẽ động báo hiệu có người gửi tin tới tô vũ mở ra xem là tư liệu về trương gia do hạ hổ vưu gửi cho hắn trương gia là gia tộc đàng không nằm ở ngoại ô bắc khu trương gia có bốn vị đàng không cảnh xem như gia tộc trung lưu gia chủ trương gia là trương vũ thê tử là hồ phượng người trước là đàng không cửu trọng người sau là đàng không thất trọng nhi tử tên trương minh hơi yếu hơn một chút là đàng không tam trọng thế nhưng lại cưới được người vợ rất lợi hại chính là vị thiếu phu nhân mà trước đó tô vũ từng gặp nàng ta tên là trần lan đang không thất trọng. Mặt khác, bọn họ đã có một đứa con trai. Cũng chính là tiểu đồng tử mà Tô Vũ thấy Trần Lan rất theo bên mình. Toàn ra có bốn vị đằng không, ở Bắc Khu có thể được xem như một gia tộc có địa vị, thực lực không yếu. Chưa gia định cư tại đây cũng đã hơn 20 năm. Tô Vũ nhìn ra ngoài một hồi, cuối cùng mới chuyển âm hỏi. Người nói xem, Trần Lan là đằng không thất trọng, vì sao lại giả cho một vị đằng không tam trọng? Tuy nói tu giả và cưới, thực lực trên lịch là chuyện rất đổi bình thường nhưng hầu hết đều là nam cường nữ nhược tình huống nữ cường nam nhược như nhà này thì tương đối hiếm gặp hà Hồ vư hồi âm nghe nói năm xưa trần lan đã từng nhận được ân huệ của vị phu nhân trương gia cho nên sau này mới đồng ý giả cho con trai của bọn họ lão phu nhân tô vũ bỗng nhiên nghĩ tới lão ẩu mà hắn đã gặp trên đường tới đây cấp tốc nói ngươi có ảnh chân dung của hồ phượng trương gia lão phu nhân kia không nếu có thì gửi cho ta xem chờ một chút hà Hồ vư nhanh chóng liên hệ với người thu tin tức của mình một lát sau liền vừa tấm ảnh qua cho tô vũ tô vũ quan sát tỉ mỉ một thoáng tính ra thì có chút khác biệt so với lão cổng mà trước đó hắn gặp phải bất quá trên đại thể vẫn là tương tự hẳn là cùng một người ánh mắt tô vũ khẽ biến có vấn đề không biết là người của chuyên gia thì coi như xong kết quả hiện tại lại phát hiện trên đường hắn tới đây liên tục gặp được ba người trương gia thật thú vị còn có cả đứa bé mà tha lời thì nhân là người trưởng thành cái này càng thú vị hà hồ vưu tò mò hỏi ngươi xác định ngươi không đoán sai chứ ta có biết về trương gia này hãy có tiếng tam tại bắc khu vì gia chủ trương gia còn tự mình ra chư thiên chiến trường mấy lần lập chiến công giết địch Tô vũ gia đình như vậy ở đại hạ phủ có thể xem như gia tộc anh hùng ngươi cũng đừng đổ oan cho người ta lấy đã từng ra chiến trường tô vũ nghe vậy liền ẩn người quả thật không thể xác định được nếu đối phương là vạn tộc giáo bọn họ dám lên trên chiến trường sao còn có một chuyện trương gia ở bắc khu và trương gia trong nội thành cũng có chút quan hệ xem như chi mạch chính là người nhà của Trương Hào. Tô Vũ nhíu mày, Trương Hào, hắn đã từng nghe qua, trong nhà Trương Hào có một vị lăng vân cửu trọng, sống ở ngay nội thành, hiển nhiên gia tộc của y cũng rất có danh tiếng, không nghĩ tới hai nhà này lại còn có quan hệ thân thích. Tô Vũ trầm mặc một hồi, không vội trả lời câu hỏi của Hạ Hổ Vưu, mà là mau chóng liên hệ với Trương Hào. Nhà ngươi và Trương gia ở thành Bắc có quan hệ thân thích hả? Ngươi muốn hỏi Trương Vũ? Đúng vậy. Ồ. Đúng là có quan hệ. Năm đó gia gia của ta tới Đại Hạ phủ cầu học, gia gia của ta không phải là người đại hạ phủ nguyên bản trương gia cũng không phải tổ tông ta là người của đại thư phủ bên kia sau này gia gia muốn thành gia lập nghiệp tại đây không trở về đại thương phủ nữa gia đình trương vũ có thể xen như thân thích ở quê nhà bên nó trương hào nói đơn giản một hồi cảm nhận được có điểm không lành bèn vội hỏi xảy ra chuyện rồi à ngươi biết tiểu hai tử của nhà bọn họ không trương mặt trương hào có chút ấn tượng ta biết thế nhưng không gặp mặt được mấy lần nghe nói khi còn bé tu luyện thì bị thụ thương sau này phần lớn thời gian đều ở nhà dưỡng thương năm nay nó đã 12 tuổi rồi nhưng thậm chí sư đẳng học phủ cũng chưa từng học không đi học là vì sức khỏe quá yếu hay là không dám đi sợ bị người ta phát hiện ra mánh khóe tô vũ rè rặt nói ta hoài nghi gia đình trương vũ bên này có chút vấn đề trương huynh hỏi ngươi một chuyện nếu như nhà bọn họ có vấn đề ngươi sẽ bị liên lụy sao cái này đại hạ phủ tương đối công tâm sẽ rất hiếm khi bắt lỗi liên lụy những người khác Thế nhưng một khi có bằng chứng rõ ràng cho thấy Trương Vũ là người của vạn tộc giáo, đồng thời chứng minh ra ra của ta có khả năng đã truyền một vài tin tức cơ mật ra ngoài, cho dù là vô tình hay cố ý, vậy thì khẳng định là ta cũng sẽ phải chịu liên lụy. Trương Hào càng nghĩ càng thấy lo lắng, cấp tốc truyền âm hỏi, Tô Huynh, nhà bọn họ thật sự có vấn đề sao? Đối với Tô Vũ, y vẫn có mấy phần tín nhiệm, Tô Vũ đột nhiên nhắc tới Trương gia Bắc Hu, khả năng là đã phát hiện ra manh mối gì đó, ta không xác định chỉ biết là đứa bé kia không quá giống hài tử thật sự. Hôm nay ta có việc ra ngoài, trên đường đi liên tục gặp phải hồ phượng, Trần Lan và đứa bé trương mặt, còn không phải là đồng thời lập ba người ở cùng một chỗ. Trương Hào cắn răng, liệu có phải là chuyện ngoài ý muốn hay không? Ngươi cảm thấy thế nào? Trương Hào không nói gì, có thể vào văn minh học phủ thì đều là kẻ có tư chất, nào có ai ngu như vậy. Đơn thuần như vậy, một lát sau, Trương Hào vội đưa ra quyết định, y cấp tốc nói. Tô Huynh, nếu là thật, còn mong ngươi hạ thủ lưu tình trước khoan vội vã hành động để ta thông chi ra ra của ta việc này nhất định phải do trương gia ta tới ra tay tự mình đi trước một bước diệt bọn họ thì mới được tô vũ thở hát ra chuyện này thì không thành vấn đề kế nhưng ta phải nói rõ với ngươi đó chỉ là suy đoán của ta hiện tại cũng không hoàn toàn xác định tốt nhất là các ngươi chuẩn bị tinh thần một chút nếu đối phương ra tay với ta vậy thì xem như bằng chứng rõ ràng còn nếu bọn họ án binh bất động nói thật gây dựng được danh tiếng nhiều năm như vậy cũng chưa chắc trương vũ sẽ ngu mốc lưu lại chứng cứ gì cái kia vậy để ta bảo ra ra của ta âm thầm đi tiếp ứng cho ngươi không cần đừng đánh rắn động cỏ chúng ta đều là huynh đệ trong hội hỗ trợ thế nên ta mới đánh tiếng trước với ngươi miễn cho sau này lại hiểu lầm trương huynh cũng khoan vội nói gì với người nhà nói câu khó nghe chút mặc dù ta tin tưởng trương gia gia nhưng trương gia gia chưa chắc gì sẽ tin tưởng lời nói của một học viên như ta tô vũ trấn an trương hào về phần hắn có thật sự tin tưởng ra ra của Trương Hào hay không, đây cũng chỉ là nói miệng mà thôi. Nếu lần này những người kia không ra tay với mình, dưới tình huống không có chứng cớ, Tô Vũ kỳ thật cũng không thèm để ý tới bọn họ. Đại hạ phủ binh hùng tướng mạnh, mấy tên đằng không còn lật không nổi sóng gió. Dù cho Trương gia có Lăng Vân cửu trọng thì cũng giống như vậy, bất quá xác suất ra ra của Trương Hào có vấn đề ngược lại không lớn. Tông ấy là quan phương của Đại hạ phủ, không công tác tại Dục Cường thượng mà là đi theo Hồ tổng quản làm việc, Hồ tổng quản thu người không đến mức một điểm không phòng, mặc kệ đi. Hà Hổ Vưu cũng đã biết tình huống, dù cho lần này đối phương không ra tay, về sau hạ gia cũng sẽ cho người nhìn bọn hắn chằm chằm, như vậy là đủ rồi. Thậm chí Tô Vũ còn mong đám người kia ngu xuẩn rớt đầu, có như vậy thì hắn mới có cơ hội kiếm thêm điểm công hơn. Chương 753, ta không giống Hạ Ngọc Văn Tô Vũ thấp giọng giận dò, lát nữa hai người nhớ chú ý chung quanh một chút, cân lệnh, thì nhân cùng ảnh tử đồng thời đáp lời, hai gia hỏa này hiện tại cũng đang gấp gáp tìm cơ hội lập công đây kỳ thật trong lòng bọn chúng đều ôm hy vọng có mấy tên gia hỏa có mắt không tròng nhảy ra rất nhanh tô vũ đã quay trở về chỗ mấy người vương trí thiện hai người đa tù luyện thấy tô vũ ra tới thì đều nhẹ nhàng thở ra tô vũ đi vào bên trong đã mấy giờ đồng hồ cuối cùng cũng quay lại nếu hắn còn không xuất hiện thì bọn họ đều sẽ lo lắng chết mất xong rồi chúng ta về thôi tô vũ cười nói nơi đây quả nhiên ổn dưỡng thần vân thật là tốt có điều mùi từ chi nồng nặc quá vất vả hai vị phải đi theo ta chịu đựng mùi hôi thối này vương trí thiện vội vàng cười đáp sao học đệ lại nói vậy chúng ta còn chiếm tiện nghi của ngươi đây ba người một bên đi ra ngoài một bên vui vẻ tán gẫu ra tới cửa hai vị mẫu tử của trương gia đã sớm rời đi trước tô vũ cũng mặc kệ chờ đến đài rừng chân nơi quân hộ vệ trong coi địa long thú hắn mới giờ khắp một lượt túi bồn bực nói chết tiệt không biết thầy công huân của ta đâu rồi đừng nói là làm rơi trong kia rồi đấy chứ lời này vừa nói ra sắc mặt phủ binh liền hiện lên vẻ bất thiện không có tiền thì không cho đi tô vũ im lặng hẳn là lúc tu luyện thì vô ý đánh rớt ta vào trong tìm lại xem nói xong hắn quay sang nhìn hai người đồng hành lúng túng bảo địa long thú không thể kịp ta phải vào trong tìm lại thầy đã vương học trưởng ngại quá nhưng cho ta mượn năm điểm công hơn được không ta muốn vào đó thì lại phải trả điểm đợi trở về học phủ ta liền trả lại ngươi vương trí thiện vội vàng đáp chỉ là chuyện nhỏ thôi ngươi còn muốn đi vào a? À? Hay là bỏ đi, trở về lại đăng ký tấm thẻ khác là được, dù gì thì ai nhặt được thẻ của ngươi thì cũng không thể sai Tô Vũ bất đắc dĩ. Thấp giọng nói, đó là tấm thẻ không di danh, không thể làm mất được, mất rồi liền phiền toái, người nào nhặt cũng có thể tùy tiện giao dịch công hơn trong đó. Vương Trí Thiện nghe vậy liền hiểu rõ, đi đã từng nghe nói qua về loại thẻ này, bất quá chưa từng tận mắt trông thấy, Tô Vũ có nó thì cũng là việc hết sức bình thường, đại bộ phận thiên tài của học phủ hẳn là đều có miễn cho có những giao dịch quá nhiều điểm công hơn lại bị học phủ giám sát y gật đầu vậy được rồi chúng ta cùng đi tìm vấn ngươi không cần đâu tô vũ mỉm cười ngăn lại không nên phiền toái hai vị tiến vào đó cũng không dễ chịu gì nhất là trần minh cậu ta còn chưa tới dưỡng tính mặt mày đã trắng bật thế kia nếu lại còn đi vào lần nữa đơn này về có khi mấy ngày cũng khó mà xuống giường trần minh nghe vậy thì cực kỳ ngượng ngùng nhưng đúng là cậu ta thật sự ăn không tư lượng sát khí dày đặc trong đó. Tô Vũ cười nói, hai vị cũng không cần chờ ta, nói thật, ta cũng không biết lúc nào mới có thể tìm được, vậy đi, hai vị thêm một con ngựa may chạy về trước, điểm công hân cứ tính cho ta. Vương học lại cho ta mượn năm điểm công hân, khi về ta thanh toán luôn một thể cho các ngươi. Vương trí thiện vẫn hơi khó xử, hay là để trần sư đệ về trước đi, ta cùng ngươi đi vào tìm, không cần đâu, ban nãy ta tu luyện bên trong địa phương rất xa, Vương Trí Thiện nghe vậy liền cười khổ, cái kia không có biện pháp, nơi Tô Vũ tu luyện chắc chắn là y không vào nổi. Được rồi, được rồi, cũng đừng nhắc là về việc cho mượn điểm công hơn nữa. Nói thật, lần này ta cùng Trần Sư Địa tới đây cũng không giúp được gì cho ngươi. Trở về đưa bọn ta mỗi người một điểm công hơn là được Vương học trưởng, đây là không để mặt ta, Tô Vũ nghiêm mặt nói. Có chút không vui, Vương Trí Thiện cười khổ, vừa cười làm lành, nực, vậy liền cho ngươi ngựa. nhưng ngựa mây không đắt, này không thể coi là ngựa chính chúng ta xuất tiền không cần điểm công hoan tô sư đệ cũng đừng tranh giành với ta nữa thôi được rồi vậy các ngươi về trước đi ta về họp phủ sẽ đi tìm các ngươi hết sáo một hồi tô vũ mượn năm điểm công hoan lần nữa quay trở về vạn tộc hố hai người vân trí thiện cũng không nấn ná lại đây lầu tuy ngựa mây xong liền tạm biệt tô vũ rồi rời đi chờ bọn hắn đi rồi tô vũ mới nhẹ nhàng thở hát ra bọn họ quá yếu lỡ đâu thật sự có chuyện ngoài ý muốn phát sinh hắn thì không sao nhưng chưa chắc đã đủ sức bảo vệ bọn họ. Tô Vũ cũng biết. Kỳ thật nếu mang theo hai người vương trí thiện cùng trở về thì sẽ càng dễ dẫn dụ đối thủ ra tay hơn. Bất quá hành động dùng người một nhà làm bia ngắm. Vậy thì có khác gì ngày đó Bạch Phong hỏi hắn. Nếu trên chiến trường, Hạ Ngọc Phan lấy phụ thân Bình ra làm bia ngắm. Bình sẽ nghĩ như thế nào? Khi ấy Tô Vũ đã đáp, hắn sẽ giết Hạ Ngọc Phan. Đã như vậy, một khi suy đoán chính mình có khả năng gặp được nguy hiểm, Tô Vũ đương nhiên sẽ không làm liên lụy những người này. Tại vạn tộc hố lề mề một hồi, cuối cùng tô vũ cũng cầm về thảy công hơn trong tay hắn quả thật đã giấu ở một nơi trong này bây giờ tìm đường quay lại để nhặt lấy đúng là đoạt tiền a tô vũ trong lòng cảm khái tính toán một thoáng xem hôm nay hắn đã bỏ ra bao nhiêu rồi hai lần vào đây là tốn hết 10 điểm thì yêu thú mất một điểm tới đây lại phải gửi yêu thú mất một điểm đưa cho hai người vương trí thiện tổng cộng thêm 10 điểm nữa trọn vẹn 22 điểm công hơn mặc dù lần này cũng có chút thu hoạch Tình như một màn đao khí kia đã giúp cho thần văn chữ đao của hắn có xu thế tân cấp thế nhưng hao tốn nhiều công hơn như vậy luôn cảm thấy lần này hắn thua lỗ rồi khi hắn ra khỏi hố vạn tộc thì sắc trời đã tối trời tối cũng có điểm tốt của nó trên đường không có mấy người dù có chuyện gì xảy ra cũng không làm liên lụy tới người qua đường tô vũ không muốn nghĩ nhiều cái gì tới thì sẽ tới hắn cưỡi lên địa long thú nhanh chóng điều khiển nó quay về lại học phủ trên đường trở lại học phủ nơi đây có một tuyến đường chính dẫn thẳng từ hố vạn tộc về lại nội thành Trương gia có một cái biệt viện nhỏ nằm ngay ven đường. Bên trong biệt viện, có bốn người vừa ăn cơm vừa lẳng lặng truyền âm. Lão hắn nói. Thất tin tức ta thu được thì hai học viên đi cùng Tô Vũ đã sớm về trước. Liệu có phải hắn đã phát hiện ra cái gì đó không đúng rồi hay không? Thiếu phụ truyền âm đáp. Không thể nào. Lúc ta gặp hắn, hắn chẳng có phản ứng gì cả. Hơn nữa cũng không có hộ đạo giả đi theo. Hắn có thể phát hiện cái gì? Đừng quên, người ta là thiên tài. Lão hắn lắc đầu, phản bác lời của thiếu phụ thiên tài thì nhiều thủ đoạn có lẽ hắn đã phát hiện ra điểm gì đó dị thường thì sao nhưng trương gia chúng ta đã cắm rễ ở đây mấy chục năm dù cho hắn có lòng nghi ngờ thì thân phận của chúng ta đều là thật hắn có thể hoài nghi cái gì mấy người trò chuyện lão hắn trần chờ một lát rồi lại nói Hôi, từ bỏ nhiệm vụ đi coi như thật sự bắt được hắn xong thì chúng ta cũng phải lập tức chuyển đi tám nghìn điểm cống hiến tuy rằng không ít nhưng phải vứt bỏ gia nghiệp trương gia thì chưa chắc đáng giá đường chủ lúc này đồng từ truyền âm vì sao chúng ta lại phải bỏ trốn tô vũ mất tích là việc của hắn chúng ta chỉ cần ra tay sạch sẽ một chút ai mà đoán được là do chúng ta làm không thể chủ quan khinh địch lão hắn vạt đi không ra tay thì thôi một khi đã hành động thì xong chuyện nhất định phải cấp tốc bỏ chạy ngươi có thể giấu giếm được lăng vân nhưng chẳng lẽ cũng có thể qua mặt được sơn hải nhật nguyệt tô vũ là thiên tài của đa thần văn nhất hệ một khi hắn mất tích chắc chắn hồng đàm sẽ sớm xuất quan đợi ông ta xuất quang thì khi đó kiểu gì cũng phát hiện có điểm dị thường khẳng định hồng đàm sẽ điều tra từ phía khắp nơi chương 754, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất ta đây liền giả chết đằng nào đó giờ ngươi vẫn luôn nói với người ngoài là ta có thương tích trong người đồng tử vẫn không muốn từ bỏ cơ hội lần này thiếu phủ cũng chuyển âm phụ họa cùng lắm không được thì chúng ta cứ từ bỏ sản nghiệp nơi đây cũng chẳng sao bắt được tô vũ thì sẽ bớt đi cho chúng ta những bảy tám năm công sức tích lũy và lại chúng ta đâu có bỏ lại hết đầu cứ mang theo hết tất cả những vật chân quý cùng đi. Như vậy kỳ thật tổn thất cũng không nhiều lắm, những vật đáng tiền quý giá đều mang đi, còn lại thì chẳng tính là gì, bất động sản ư. Có thể đáng giá 100 triệu không? Không đáng, và lại những vật này cũng không đổi được thành điểm cống hiến hay điểm công huân, dù cho bán sạch lấy tiền mặt rồi quy ra điểm thì cũng chẳng nhiều nhận gì. Lão hắn liếc mắt nhìn mấy người trên bàn ăn, có 5 người, tối thiểu ba người đều đã tâm động, đồng tử là kẻ tham lam, vừa muốn ra tay, lại vừa không muốn bỏ trốn, lã còn muốn tiếp tục lưu lại đây. Những người khác thì đỡ hơn, bọn họ đều hiểu rõ điểm hung hiểm trong việc này, dự định làm xong một vố liền nhanh chóng rút lui. Lão hắn buông bát cơm xuống, trầm ngâm một hồi mới chuyển âm, đừng có tham lam nữa, nếu đã dứt khoát muốn làm nhiệm vụ, vậy thì sau khi bắt hắn xong phải lập tức rút lui. Đây là ngoại ô, chỉ cần chúng ta hành động nhanh chóng thì rất nhanh sẽ tới hoang dã, một khi đến hoang dã rồi, dù đại hạ phủ có muốn tìm cũng không mò được ra tung tích của chúng ta. Tê phần suy nghĩ của đồng tử, Đương nhiên bọn họ không đồng ý, muốn chết sao? Đã dám bắt một vị thiên tài của đại hạ văn minh học phủ mà lại thật sự cho rằng phủ quân sẽ mặc kệ hoặc là không tra ra được dấu vết bọn họ để lại. Lão ẩu, ngươi nói xem, ngươi có muốn ra tay hay không? Lão hắn hỏi một câu, thiếu phụ đã tỏ rõ ý muốn ra tay, còn lão ẩu lại chính là văn minh sư đằng không hậu kỳ. Nên hỏi ý kiến của bà rồi hãng quyết, lão ẩu trần chờ một chút, cuối cùng truyền âm hỏi. Ta nghĩ, hắn đang nghiên cứu nguyên thần khiếu gì đấy liệu có khi nào đại hạ phủ đã đề mắt tới rồi không nếu là như vậy thì rất có thể hạ gia sẽ sắp xếp người âm thầm bảo hộ hắn bà lo lắng chính là điểm này vạn tộc giáo bên này còn rất quan tâm tới nguyên thần khiếu đại hạ phủ có thể làm lơ sao bà quả thật rất do dự lão hắn gật đầu kỳ thật đây cũng là nguyên nhân khiến công không dám manh động mặc dù rõ ràng bọn họ đã xác định là không có hộ đạo giả đi theo tô vũ lần này nhưng hậu quả sau khi bắt tô vũ thì khó ai dám bảo đảm thanh niên nãy giờ vẫn chưa lên tiếng hiện tại nghe vậy liền truyền âm đây chỉ là một lần ra ngoài trong ngày mà thôi chẳng lẽ hạ gia sẽ xuất động cường giả bảo hộ hắn cũng đâu phải là ra ngoài lịch luyện trong thời gian dài chỉ đi có một đoạn đường từ nội thành ra ngoại ô mà hạ gia sẽ xuất động sơn hải để bảo hộ tô vũ sao như thế thì có phần coi trọng tiểu gia hỏa đó quá rồi đầu tử nóng này mất bình tĩnh nói còn không quyết định à lại chân trừ thêm chốc nữa thì hắn sẽ về tới văn minh học phủ mất chúng ta phải đợi tới bao lâu nữa hắn mới lại ra ngoài chờ tới lần sau có khi lúc đó tô vũ đã là đằng không chúng ta lại càng không có cơ hội bắt được hắn tô vũ rất hiếm khi bước chân ra khỏi học phủ đây là chuyện mà hầu như ai cũng biết nói xong đồng tử cắn răng truyền âm nói cùng lắm không được thì gọi thêm người ở phía trên phối hợp với chúng ta coi như kiếm ít đi chút điểm thôi lão hắn gõ tẩu thuốc trong tay lên bàn bỗng nhiên nói các ngươi nghĩ xem liệu rằng còn có nhóm người nào khác muốn ra tay hay không dù sao tiềm phục tại phụ cận đại hạ phủ cũng đâu phải chỉ có năm người chúng ta Tô Vũ là đầu dê béo, không lẽ chỉ có chúng ta động tâm thôi sao? Lời này vừa nói ra. Mấy người bọn họ liền rơi vào trầm mặc. có còn những người khác hay không? Cái này khó mà nói. 8.000 điểm cống hiến, đây là con số rất lớn. Đương nhiên không phải chỉ có trương gia, bọn họ là nhìn chầm chầm vào. Liệu rằng tối nay những người khác có ra tay không? Đồng tử rất nhanh nói, coi như coi trọng, cũng chưa chắc có thực lực đi bắt hắn. Chúng ta khác biệt, 5 người chúng ta có thực lực đồng đều, lại đã quen phối hợp cùng nhau, cũng không phải bỏ ra một ngày hai ngày, mà là rất nhiều năm, trong khi những người khác đều chỉ là quân lính tản mạn. Làm sao ngươi biết bọn hắn đều là quân lính tản mạn? Đường chủ, có phải là ngươi không muốn làm hay không? Đồng tử không vừa lòng, lão hắn cứ lo lắng cái này, sợ dệt cái tia Nếu vậy thì dứt khoát đừng làm nữa. Lão hắn đập bàn, tức giận chuyển âm quát, chẳng qua ta không muốn đem công sức của tất cả mọi người chôn vùi tại đây, Nóng lại đi, chúng ta đã bỏ ra mấy chục năm tích góp mới gầy dựng lên cơ đồ này. Thứ nhất là sau khi chạy trốn, xem như phải vứt bỏ hoàn toàn cơ nghiệp, về sau còn không biết phải nên đi đâu sống. Thứ hai, một khi bị phủ quân phát hiện, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồng tử không vui nói, vậy thì thôi từ bỏ đi. Nói nhiều như vậy vẫn là không muốn làm. Ngươi gấp cái gì? Lão hắn không vừa lòng. Nhưng mày nhìn gã một cái, chậm rãi nói, kỳ thật ta sợ chung quanh có những người khác cũng đánh lên chú ý của hắn như vậy thì sẽ xảy ra chuyện xấu. Nhi đến đây, lão suy nghĩ một chút, cuối cùng hạ quyết định. Đã muốn làm, vậy thì phải chắc ăn trăm phần trang. Đồng tử, người am hiểu ngụy trang, giúp chúng ta ngụy trang một chút, giả dạ thành long võ vệ. Ánh mắt lão hắn loay sáng, chúng ta quang minh chính đại ra ngoài, ven đường hộ tống Tô Vũ. Nếu còn có người nào khác để mắt tới Tô Vũ, chỉ cần thấy chúng ta xuất hiện, long võ vệ xuất hiện. Những người đó sẽ tự mình rút đi. Hồ Tông Tô Vũ một đoạn đường xem sao, nếu đại hạ phủ thật sự có cử cường giả âm thầm hộ tống rồi phát hiện ra chúng ta thì cứ nhận tội theo hướng này giả mạo long võ vệ tội không đáng chết chúng ta có bị bắt được thì liền khai là quả thật có ý đồ xấu với tô vũ cùng lắm thì bị xung quân đến chư thiên chiến trường mà thôi không đến mức bị chặt đầu lão đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất thật sự bị bắt thì tuyệt đối không thể thừa nhận là vạn tộc giáo chỉ cần nói bản thân này lên ý đồ xấu với tô vũ muốn xuống tay với hắn xung quân ra chư thiên chiến trường thì vẫn còn đường sống là vạn tộc giáo thì chắc chắn phải chết. Nếu chúng ta khai vậy, bọn họ sẽ tin sao? Thiếu phụ lo âu hỏi một câu, lão hắn mệt mỏi thở dài, ta nói không nên ra tay. Các ngươi không cam tâm. Ta nói ra tay, còn chưa ra tới cửa thì các ngươi đã ủ rũ như vậy. Đây chỉ là một phần vạn trong số những tình huống có thể xảy ra. Nếu như không có Sơn Hải hộ tống, căn bản sẽ không bị phát hiện. Có Sơn Hải hộ tống, chúng ta vừa xuất hiện, đối phương chắc chắn sẽ lập tức hiện thân. Không cho chúng ta cơ hội cái kia ra tay đều là chết còn không bằng cầu sinh một lần ngụy trang thành long võ vệ lá gian này quả thật rất lớn tại đại hạ phủ cơ hồ không có ai dám làm như thế nếu như chúng ta bị phát hiện khi đó sẽ không che giấu được thực lực của đông tử nữa một khi thực lực hắn bại lộ cai sẽ tin lời của chúng ta lão hắn xem thường nắp vậy thì liền khai thôi bảo là đó giờ chẳng qua chúng ta chỉ ngụy trang thật ra năm người chúng ta chính là thổ phỉ dù sao quả thật đây cũng là việc chúng ta từng làm cứ bảo chúng ta đã từng bắt cóc tiểu thương ven đường. Những năm qua, chúng ta vẫn luôn cố gắng che giấu tung tích này. Tội này không đáng chết, dù có bại lộ thân phận thì cũng chỉ bị xung quân đi tiên phong danh, vẫn còn có cơ hội sống sót. Chính các ngươi tự cân nhắc xem có muốn, làm hay không đi. Thân phận thổ phỉ vốn là sự thật, cho nên đại khái đại hạ phủ mà cha được tới đây thì chắc chắn sẽ tin. Bọn họ cũng sẽ không vì mấy tiểu nhân vật như Trương ra lại tiếp tục đào bới điều tra sâu hơn nữa. Thổ phỉ giết người không nhiều, chỉ sẽ bị đẩy đi đến tiên phong danh đây là chính sách của đại hạ phủ bọn họ không muốn lãng phí sinh mệnh của những cường giả như vậy dù ngươi có chết thì cũng phải giết thêm mấy địch nhân đi rồi hãng tính lão hắn đã sớm sắp xếp xong xuôi chuẩn bị và lời khai cho trường hợp xấu nhất đã nói đến phân thượng này mấy người còn lại đương nhiên không do dự nữa dồn dập gật đầu làm làm thành cuộc mua bán này sánh được với thu nhập của bảy tám năm tiếp theo chương 755, hành động táo bạo địa long thú vẫn đang phi nước đại sắc trời đã đen kịt rất ít người đi trên đường, thỉnh thoảng Tô Vũ mới thấy có vài người cưỡi yêu thú phóng xẹt ngang rồi biến mất, chẳng ai để ý tới hắn, Tô Vũ một mực chú ý tới sự biến hóa của Ngọc Cảm ứng, đúng vào lúc này, Ngọc Cảm ứng của hắn bỗng nhiên biến sắc, từ đằng xa có một tiểu đội Long võ vệ chạy như bay đến, phía trước là người nào? Long võ vệ bên kia. Có một người lớn tiếng quát, Tô Vũ vội vàng đáp, "Đại hạ văn minh học phủ, tân dinh Tô Vũ." Trong lòng hắn kinh ngạc không thôi, Long võ vệ tới rồi. Là đội tuần tra thường ngày sao? hay là do hạ hầu vư phái người đến tên kia bị gì vậy không phải đã nói muốn cùng mình âm thầm ngài bẫy vạn tộc giáo sao chẳng lẽ là vô tình gặp tô vũ còn đang suy nghĩ mấy vấn đề này bên tai bỗng truyền đến thanh âm của thủy nhân cẩn thận một chút cơ thể của một y trong đội ngũ bên kia có kết cấu chứa nước tương đồng với đồng tử mà chúng ta gặp ban sáng thân lớn tất cả người ngụy trang đều có khả năng cải biến diện mạo cải biến hình thể cải biến khí tức nhưng sẽ chẳng ai nhàn rỗi tới độ cải biến cả nội thể của mình những tên điên cuồng tới độ cải biến cả máu thịt của bản thân có lẽ chỉ có mỗi đám cuồng nhân của cải tạo hệ bọn họ cải tạo kinh khủng tới nỗi cha mẹ có đứng trước mặt cũng chưa chắc đã có thể nhận ra hắn nhưng dĩ nhiên đồng tử còn chưa làm được tới mức này tô vũ nghe thủy nhân nói vậy thì trong lòng không khỏi giật mình na nó thật to gan không thể nào nói thật vừa nãy khi trông thấy long võ vậy cảm giác đầu tiên của hắn là thờ phào nhẹ nhõm vô cùng yên tâm bởi vì một khi long võ vệ xuất hiện dù cho thực lực đối phương không mạnh thì chưa hẳn kẻ địch đã dám ra tay đây cũng là quan niệm thâm căn cố hữu của người dân đại hạ phủ long võ vậy là đệ nhất cử quân của đại hạ phủ là bộ mặt của đại hạ phủ nói chung và long võ nói riêng chỉ cần có bọn họ tồn tại thì đại hạ phủ sẽ bình an không có việc gì ban nãy quả thật tô vũ không hề mảy may ngờ vực nếu không phải thủy nhân nhắc nhở hắn đã hoàn toàn tin tưởng những người này tô vũ chấn động trong lòng tự kiểm điểm bản thân hắn đúng là quá chủ quan biết rõ lần này có khả năng có người ra tay với mình thế mà khi gặp người lạ lại hoàn toàn không dấy lên một tiên nghi ngờ nào đúng là quá bất cẩn ngay tại khi tô vũ đang nghĩ mà sợ thì mấy tên ngụy trang thành long võ vệ kia đã cấp tốc di chuyển tới gần năm người ba nam hai nữ long võ vệ có nữ nhân đây cũng là việc bình thường dù sao thì nữ tu giả cũng có không ít cả năm người thoạt nhìn đều rất trẻ trung mấy người cấp tốc dừng lại xem phục trang của người đầu lĩnh thì trông y hệt như một vị bách phu trưởng tô vũ suy đoán một thoáng đối phương hẳn là gia trương gia gia chủ a là cường giả đằng không cửu trọng ở bên kia người đầu lĩnh đã khàn khàn cất tiếng học viên ban đêm không nên chạy loạn ngươi là tô vũ a chẳng lẽ là tối cường tân sinh của đại hạ văn minh học phủ năm nay là ta tô vũ phối hợp một thoáng mấy tên này lái gian thật lớn dám giả mạo long võ vệ đúng là táo bạo đối phương nhìn chung quanh một lượt cau mày nói không có người hộ đạo mà ngươi dám ra khỏi thành sao không muốn sống nữa a loại học viên thiên tài như ngươi chính là cái dai trong mắt vạn tộc giáo ngạp chi tất sát đây đã là ngoại ô tuy nói phủ thành an toàn thế nhưng không phải tùy thời lúc nào cũng đều có người tuần tra đa tạ đại nhân nhắc nhở tô vũ vừa nghe liền hiểu đây là lão đang tìm hiểu tin tức do xem có ai đi theo bảo hộ hắn hay không Tan ý chỉ là ra ngoài ngoại ô một chuyến vẫn còn bên trong phủ thành cho nên không cần kêu sư bá ta đi theo hộ tống tô vũ cười ngây ngô nói tiếp có long võ vệ đại nhân ở đây làm gì có ai dám cản rỡ Nơi này cách nội thành không xa, rất nhanh là ta có thể về tới rồi, ngươi có mang thẻ học viên theo không? Tô Vũ giờ phút này còn đang ngồi cưỡi trên thân địa long thú, nghe vậy liền mỉm cười, lấy một tấm thẻ học viên ra đưa cho đối phương, đại nhân, đây là thẻ học viên của ta, lão, ngũ, kiểm tra xem. Trong đám người, có một kẻ đi ra nhận lấy thẻ từ tay Tô Vũ, chính là gia hỏa mà Thủy Nhân đã nhắc nhiều trước đó, người nọ rất có thể chính là đồng tử, đồng tử tiếp nhận thẻ học viên, vừa như nghiêm túc kiểm tra một hồi rồi nói: đại nhân là thật nơi này tuy cách nội thành không xa nhưng một học viên thiên tài như ngươi giữa đêm hôm khuya khoát lại chạy loạn thì không nên thôi được rồi để chúng ta hộ tống ngươi trở về lão hắn dẫn đầu ra vẻ sụng mặt nói một câu lại nhắc nhở lần sau ra cửa nhất là ra khỏi thành thì tốt nhất nên hành động theo đội ngũ thiên tài lại càng phải biết cách tự bảo vệ bản thân hơn thời thời khác khác đều phải chú ý lão hán cố ý chỉ hoãn một ít thời gian đủ để cho đám người không an phận khác nhìn thấy bọn họ trong trang phục long võ vệ đang trò chuyện cùng tô vũ lão đã công khai nói sẽ hộ tống tô vũ về lại học phủ dù cho có người âm thầm nghĩ cách tấn công hắn giờ phút này nghe vậy cũng nên rút lui rồi mấy người không biết lúc bấy giờ trên không trung có một vị sơn hải đang nhìn chằm chằm số chỗ bọn hắn hắn từ trung nên không khỏi thở dài một hơi mạnh tay xoa vút hai mắt vào huyệt thái dương thiền a nghệ nó quả thật vừa nãy ông cũng không hề cảnh giác đề phòng chẳng qua chỉ cảm thấy trùng hợp tình cương gặp được một đội long võ vệ mà thôi có điều ngụy trang của đằng không còn chưa qua mắt được cường giả sơn hải nhìn chăm chằm một lúc lâu cuối cùng ông cũng nhận ra mấy tên này chính là người một nhà trương gia mà ông vừa gặp ban sáng đúng là có tuổi hắn từ trung niên trong lòng cảm khái một câu đúng là ông già thật rồi nếu năm người kia ngụy trang kỹ lưỡng hơn một chút thực lực lại mạnh hơn một chút chỉ cần bọn họ đến lăng vân cảnh thì ông thật đúng là chưa hẳn có thể nhìn ra cái gì mà nó mất mặt quá hùng ta đã sớm phát hiện chẳng qua cố ý nhìn thử xem tô vũ có phản ứng gì hay không thôi để cho hắn cảm thụ một phe lòng người phức tạp xã hội cũng hết sức phức tạp như thế nào hắn từ trung niên đang tìm cho mình cái cớ có điều sau một khắc ông lại thấy như thể bị tô vũ vả mặt cảm giác cực kỳ lúng túng ông cảm ứng được có một cái bóng tách ra khỏi bước chân của tô vũ dần dần bám vào trên cái bóng của trương vũ đứng đối diện rất rõ ràng tô vũ đã phát hiện đẹp người ta thế mà so với chính mình còn phát hiện ra trước Sơn Hải như mình quả thật vô cùng mất mặt, nếu Tô Vũ đã phát hiện. Ông cũng không vội ra tay, chờ xem hắn sẽ xử lý thế nào. Dù sao thì trên người Tô Vũ cũng mang theo hai đầu lăng vân đại yêu. Mấy người kia còn không làm gì được hắn, dưới mặt đất, Tô Vũ cũng không vội phản ứng. Đây là lần đầu tiên hắn và phải địch nhân biết diễn kịch như vậy, rất có ý tứ. Ngày hôm nay bọn họ đã dạy hắn một bài học kinh nghiệm sâu sắc, dạy cho hắn biết hắn đã chủ quan và thiếu cảnh giác tới cỡ nào. Mấy vị đại nhân, làm vậy thì có phải quá không thích hợp rồi không quấy rầy mấy vị đại nhân trương vũ lạnh mặt cắt ngang nói nhảm nhiều như vậy làm gì nếu ngươi không phải là học viên thiên tài của đại hạ văn minh học phủ ai sẽ để ý tới ngươi chúng ta còn có nhiệm vụ khác nhanh lên đưa ngươi đến cửa thành xong chúng ta còn phải lập tức đi chấp hành nhiệm vụ tô vũ lùng tùng đáp vậy liền làng phiền mấy vị đại nhân chương 756 cho cắn người thường không sổ tô vũ vừa định quay người đi đúng lúc đồng tử muốn ra tay đánh ngất xỉu hắn Tô Vũ bỗng nhiên quay đầu lại cười hỏi, đúng rồi, tôn tính đại danh của mấy vị đại nhân là gì vậy? Tô Vũ cảm kích nói. Mặc dù mấy vị đại nhân chưa hẳn để ý, nhưng ngày sau biết đâu chúng ta lại là chiến hữu, cho nên mấy vị đại nhân có thể cáo chi một chút được không? Đồng tử hơi mất kiên nhẫn, vừa điện trực tiếp ra tay. Trương Vũ đã ho nhẹ một tiếng cảnh cáo, đoạn mở miệng đáp. Dương Văn Tô Vũ quy củ hành lễ một cái, những người khác đành phải riêng phần mình giới thiệu một chút, thật phiền phức. Chờ đến lượt đồng tử khoảng cách giữa tô vũ và gã làng gần nhất đồng tử mất kia nhẫn báo đại một cái tên tô vũ lần nữa hành lễ khom lưng cúi chào sau một khắc một thanh chùi và một cây bố trực tiếp hướng về phía đồng tử mà nện gõ xuống Văn binh đao trong nháy mắt xuất hiện toát ra ánh lửa vụt sáng nhanh vô cùng nhanh hai thiên đao bùng nổ bên trên văn binh của tô vũ ẩn giấu bản mệnh hỏa của hòa nha trực tiếp mở ra tô vũ thật sự muốn thử xem chính mình dốc toàn lực kích như thế thì có thể giết được đàng không hay không còn về phần hậu quả sau đó bên phía mình còn có hai đầu đại yêu hỗ trợ sợ cái gì tức hải của đồng tử trong nháy mắt liền bị chấn động Lã thấy hoa mắt tình cảnh trước mặt như thể đã biến thành tấm màn màu đen khó mà tỉnh táo lại tô vũ cách đã quá gần giờ phút này hắn không người trong tay xuất hiện một thanh đao bốc ra ngọn lửa sáng chói thẳng tay đâm mạnh một phát vào ngay vị trí trái tim của gã trên bầu trời vị trung niên sơn hải bỗng cảm thấy thật đau răng cho cắn người thường không số a à. thật tàn nhẫn người ta tốt xấu gì cũng ăn mặc trang phục của long võ vậy ngươi liền dứt khoát xác định bọn họ là người xấu sau đó trực tiếp hạ sát thủ khoát thần quyết hai thiên đao bản mệnh hỏa của hỏa nha tộc vị trung niên sơn hải thật sự liếu lưỡi đây còn không phải là then chốt mấu chốt là vì sao một bố của hắn lại quá hung hãn như vậy có phải ý chí lực của tô vũ quá cường hãn rồi hay không một cái búa mà đập tới nỗi văn minh sư đằng không ngũ trọng trực tiếp vượng hộp ngươi mới dưỡng tính a thời đại này ngươi mới đều đáng sợ như vậy sao những ý niệm ấy lóe lên trong đầu vị trung niên sơn hải một cái rồi biến mất mà tô vũ bên dưới quả thật ra tay tàn nhẫn vô cùng một đao trực tiếp đâm xuyên trái tim đồng tử hỏa diễm theo trên người đồng tử bùng lên lôi đình nổ tung ầm một tiếng đồng tử thân là văn minh sư thân thể không quá cường đại trực tiếp bị tạc tới trên năm xẻ bảy mảnh văn minh sư bị đánh lén ý chí lực chấn động thân thể đối mặt với tô vũ đồng tử không chiếm được bất kỳ ưu thế nào trực tiếp bị hắn dùng một chiêu giết chảm ánh mắt tô vũ rét lạnh nhìn cũng không thèm nhìn thi thể nổ tung của đồng tử chui nhỏ lại lần nữa phát động đánh thẳng về phía thanh niên còn lại trong đội ngũ về phần ba người khác bọn họ đều là đằng không hậu kỳ hắn không nắm chắc sẽ thắng được bọn họ tạm thời trừa lại cho thủy nhân và ảnh tử trương vũ muốn rách cả mí mắt hết thảy mọi chuyện phát sinh quá nhanh lão không nghĩ tới tô vũ sẽ ra tay vừa muốn hành động thì giới thân ảnh tử khẽ động hai cái chân lão trực tiếp nổ tung sau một khắc một vệt bóng đen bao trùm từ dưới chân của lão hướng lên trên ánh mắt trương vũ lộ ra tuyệt vọng đây là cái gì Mà thiếu phụ và lão ẩu giờ phút này trực tiếp bị hai vòng nước cuốn lấy tô vũ cười nói cho ta thử một chút hắn không để thủy nhân ra tay thanh niên kia là con trai của trương vũ trong tư liệu mới chỉ đang không tam trọng tô vũ muốn thử xem mình có thể giết y hay không thiên tài của văn minh học phủ đấu với vạn tộc giáo tầm thường giết không được ư chiêm hải hẳn là có khả năng dễ dàng giết y bằng không chiêm hải cũng không phải là thiên tài trong thiên tài vô địch cùng gia chính là nói về những người đồng dạng đều là yêu nguyệt đám rác rưởi này nên vượt cấp mà giết thanh niên bạo hống một tiếng trên thân thoáng hiện một chút khiếu huyệt chiến giả tô vũ cười nhạo một tiếng phế vật mới chỉ khai 60 khiếu khai 60 khiếu dù cho đến đằng không thì cũng chỉ như thế chết đi quát khẽ một tiếng chu nhỏ ầm ầm nện xuống thanh niên không muốn giết tô vũ y định quay người chạy trốn nhưng trong nháy mắt động tác của y chật khựng lại sau một khắc khí nứt mút trời miễn cưỡng đẩy lui chùi nhỏ đầu y choáng váng điên cuồng vừa định rời đi ti lại thấy hoa mắt tô vũ thế mà đã ở phía trước thanh niên kinh hãi hắn tới vào lúc nào sau một khắc bỗng nhiên y ý, ý, thức được cái gì quát lớn phá ti gầm lên một tiếng nguyên khi ầm ầm nổ phá huyễn cảnh Là huyễn cảnh nhưng mà Chết quá rồi sau lương tô vũ cầm văn binh trên tay hơn 300 trăm khiếu huyệt bùng nổ lực lượng chém ra một đao đao khí tung hoành thanh niên giận dữ quay người cầm đao nguyên kích ầm ầm một tiếng hai đao va chạm truyền ra tiếng nổ thật to ý chí lực của tô vũ chấn động một thoáng chui nhỏ chém ra lần nữa Sắc khí sôi trào trên y cũng cùng nhiệt thanh niên cũng lui lại một bước ti có chút khiếp sợ đây là thiên quân ư đẹp đây là thiên quân á quá mạnh ti vừa muốn đánh tới tô vũ đã cười lạnh một tiếng trường đao lần nữa tới tay bỗng nhiên tám thần văn trong nháy mắt đã dung hợp trong biển ý chí tám viên thần văn nhanh chóng hợp thành một thanh tiểu đao thần văn chiến kỹ lần đầu tiên sử dụng 8 viên thần văn dung hợp thành thần văn chiến kỹ, tô vũ muốn thử nhìn xem hiệu quả như thế nào. Phương pháp chia tách được hắn lần đầu thử nghiệm. phá thiên, tô vũ khẽ quát một tiếng, phá thiên sát. văn binh dung nhập vào thần văn chiến kỹ, uy lực trong nháy mắt tăng vọt, ý chí lực tiêu hao kịch liệt. 8 viên thần văn dung hợp, thần văn chiến kỹ vô cùng cường đại, không hề thu kém so với người của đa thần văn nhất hệ mới vừa vào đàng không. dù sao tô vũ cũng có nhiều nhị giai thần văn tuy trí lực của hắn cũng có thể so với đằng không một kích này tương đương với một kích toàn lực của văn minh sư đa thần văn hệ đằng không cảnh giết hắn quát to một tiếng cách đối phương còn vài mét một đao đã chén xuống thanh niên nổi giận vầm lên một tiếng ti cũng muốn phản kích vung đao mà ra nhưng lại thấy hoa mắt vung đao chỉ chém vào hư không ta là văn minh sư đồ đần độn vẻ mặt tô vũ trắng bệch hắn hừ nhẹ một tiếng văn binh trực tiếp biến mất trong hư không sau một khắc phù một tiếng xuyên thầu qua cổ tên thanh niên ý chí lực của đối phương trong nháy mắt đã vỡ nát đến đằng không chiến giả cũng có ý chí lực thanh niên nhìn tô vũ trước mắt y biến thành màu đen bịch một tiếng đầu rơi xuống thấy được thân thể của mình còn đang đứng thẳng trong tay vẫn còn nắm đao thật là yếu tô vũ bĩu môi đây là đằng không hả đạch đánh giá cao đằng không rồi ta trâu như vậy hả thế mà giờ ta mới biết được liên tiếp giết hai vị đằng không kích đằng không ngũ trọng Xen như chính diện đánh giết đằng không tam trọng đây chính là đằng không ngoài học phủ ở bên trong đằng không nhất trọng thì tô vũ đều chưa hẳn có thể chém giết mà ở ngoài học phủ hắn lại giết rất dễ dàng cùng dai chênh lệch vẫn còn rất lớn học phủ mới thật sự là tinh anh hội tụ một chỗ khác nữa chính là quân đội cũng có rất nhiều cường giả chương 757, bắn một cái nhân tình phía trên không trung vẻ mặt vị trung niên dân hải chấn động dữ dội ta đã nhìn thấy cái gì là thần văn chiến kỳ sao có phải ta đã nhìn lầm rồi hay không đến cùng đã xảy ra chuyện gì Tô Vũ đã phát họa hoàn thành thần văn chiến kỹ, Tông không khỏi rơi vào trầm tư, không thích hợp, không phải là vì tốc độ của Tô Vũ quá nhanh, mà là ông cảm nhận được hắn phát họa quá ít thần văn, lúc này chỉ mới có mấy cái thần văn, dẫn tới uy lực thần văn chiến kỹ của hắn còn yếu, này không nên, nói chính xác ra thì uy lực cũng không hẳn là quá yếu, thế nhưng Tô Vũ có nhiều nhị giai thần văn như vậy, nói rõ hắn tổng cộng phát họa ra không nhiều thần văn, chỉ có mấy cái thần văn mà đã hình thành chiến kỹ rồi, không có khả năng Tô Vũ không có khả năng chỉ dùng vài thần văn đã phát họa ra thần văn chiến kỹ đến cùng là cái gì, đa thần văn nhất hệ đã xuất hiện biến hóa gì. Vị Trung niên sơn hải biến sắc, so với chuyện Tô Vũ giết chết đằng không thì việc này còn khiến ông rung động dữ dội hơn. Ông không nhịn được lại nghĩ đến ngày đó Bạch Phong đã chia tách thanh đầu long kiếm ra làm mấy thanh kiếm khác nhau, sắc mặt vị trung niên biến đổi, tông mơ hồ đoán được một chút gì đó. Không thể nào, nếu là như vậy, toàn bộ văn minh sư đều sẽ xuất hiện biến hóa cực lớn đa thần văn nhất hệ quả nhiên vô cùng thần bí tông cấp tốc liên hệ với hồ tổng quản đem toàn bộ suy đoán của chính mình ra nói rõ lại một lần hồ tổng quản chỉ lắng nghe mà không nói gì rõ ràng giờ phút này cũng đang lâm vào trong trầm tư cũng không phải hồ tổng quản kinh ngạc vì chuyện tô vũ giết chết đàng không mà sự rúng động của ông bắt nguồn từ việc thần văn chiến kỹ của tô vũ có biến hóa phía dưới tô vũ nhìn lướt qua bốn phía lớn giọng hô lên cảm tạ tiền bối âm trầm hộ đạo hy vọng tiền bối đừng tiết lộ việc này ra ngoài Giờ phút này có cường giả tới hộ đạo nếu không phải là người hạ gia thì hẳn là do vạn thiên thánh an bài cho nên tiết lộ ra ngoài một ít gì đó thì cũng không trọng yếu có lẽ còn có thể tranh thủ càng nhiều lợi ích mà trên không chung, vì trung vị trung niên sơn hải nghe vậy thì trong lòng liền run lên ngươi đang nói chuyện với ta không có khả năng ngươi làm sao có thể phát hiện ra ta ta là sơn hải phụ cận không còn tên sơn hải nào khác nói như vậy nghĩa là tô vũ thật sự đang nói chuyện với ta hay chẳng qua là hắn đang nói đại lừa dối người mà thôi Tô Vũ mặc kệ đối phương nghĩ như thế nào, tiếp tục nói. Tiền bối. Qua một đoạn thời gian, có thể ta còn phải đi ra ngoài một bận, đến lúc đó, rất có thể sẽ có Sơn Hải ra tay với ta. Nếu tiền bối lo lắng thì có thể hỏi người bên trên xem, có cần đổi người khác tới hay không? Trung nên Sơn Hải nhe răng trận mắt, ngươi không phải đang nói chuyện với ta, đúng không? Tuyệt đối là như vậy. Ta tuyệt đối không thừa nhận đã bị ngươi phát hiện ra sự tồn tại của ta. Nếu ta bị ngươi phát hiện, ta sẽ không còn mặt mũi nào để sống nữa ông lựa chọn yên lặng nhưng trong lòng thì đang chửi bậy Tí gì à ngươi còn muốn ra ngoài lần nữa nhưng cửa còn chưa bước qua mà đã biết có y muốn giết ngươi rồi thậm chí còn là sơn hải cảnh mà nó ngươi có thể đón trước được tương lai sao đừng đùa ta tô vũ chỉ nói đơn giản vài câu rồi thôi còn về phần vì sao hắn lại phát hiện ra đối phương nói nhảm ngọc cảm ứng đã biến sắc liên tục nếu như vậy mà hắn còn không thể phát hiện thì coi như hắn là ngốc tử rồi kỳ thật hắn đã sớm phát hiện từ lúc còn ở nội thành nhưng lúc ấy tô vũ không xác định được có phải là đối phương tới vì bảo vệ mình hay không hiện tại trên đại thể đã xác định lá van đối phương lớn như vậy có thể bay lượng tự do tại nội thành và lại sau khi chiến đấu bùng nổ thì vẫn không có ý định ra tay với hắn cũng không có dấu hiệu rời đi đây còn không phải là vì bảo vệ hắn thì còn là gì nếu là địch nhân thì đối phương đã sớm ra tay từ lâu rồi không thể không nói triệu lập đưa cho hắn khối ngọc cảm ứng này đúng là bảo vật Tô Vũ dám khẳng định, khối ngọc cảm ứng này nếu bàn về đẳng cấp, có lẽ là địa giai, khả năng không phải do Triệu Lập chế tạo, mà là có vị đúc binh sư lợi hại hơn chế tạo rồi đưa cho Triệu Lập. Sau đó ông ấy lại tặng cho mình. Tô Vũ liên tiếp giết chết hai vị đẳng không. Ba vị đẳng không còn lại cũng đều bị hai đầu đại yêu khống chế. Ảnh từ cơ hồ bao trùm toàn thân Trương Vũ, thời khắc này trong mắt lão tràn đầy sợ hãi cùng hỏa hốt, lão hoảng hốt thét to, ta nhận thua, ta thừa nhận ta đối với ngươi động ý xấu, nhi muốn cướp của giết người. Tô Vũ, ta nhận thua. Ngươi đem ta giao cho Long võ vệ cũng được, phủ quân cũng được. Ta nhận thua. Tô Vũ không để ý tới lão, hắn xuất ra truyền âm phủ, nói vài câu. Một lát sau, hai bóng người phá không mà tới, chính xác là một vị lão nhân mang theo Trương Hào phá không tới. Nhìn thoáng qua không cảnh chung quanh, vị lão nhân thở dài một tiếng. Bỗng nhiên ông đột ngột nhìn về một phía trên đỉnh đầu, trong hư không, vị trung niên sơn hải thầm mắng một tiếng, cấp tốc tan biến ngay tại chỗ. Lão nhân bên cạnh Trương Hào nhẹ nhàng thở ra. Tâm trầm truyền âm vài câu rất nhanh tông lại nhìn về phía tô vũ rồi lại nhìn thi thể hai vị đằng không đã bị giết đằng kia ánh mắt khẽ biến không nhiều lời lão nhân rất thẳng thắn ta là trương trung hòa đa tạ tiểu bằng hữu đã nhắc nhở dứt lời ông nhìn về phía ba người đã bị khống chế bên kia trầm giọng nói giao ba người này cho ta bọn họ đều là chiến lợi phẩm của tiểu bằng hữu giết một kẻ địch đàng không thấp trọng thì được thưởng trăm điểm công hoan cao trọng thì ba điểm sau này dò xét trương ra toàn bộ thu hoạch đều thuộc về tiểu bằng hữu mặt khác vì cảm tạ công hiến của tiểu bằng hữu và lại ta coi trọng thiên phú của ngươi ta sẽ trích tiền cá nhân ra tặng tiểu bằng hữu năm nghìn điểm công hoan xem như quả khích lệ tô vũ nhìn thoáng qua lão nhân cười nói dương gia gia khách khí trương vũ sợ hãi gào thét trung hòa đại ca ta bị ma quỷ ám ảnh nên mới động lòng xấu xa đối với tô vũ ta sai rồi ta xin nhận phạt trung hòa đại ca xin ngươi nể tình đồng tộc mà tha cho ta một mạng thời khắc này trương vũ cực kỳ hoảng sợ lão không ngốc ngay một khắc trương trung hòa xuất hiện lão trực phát hiện mình chết chắc rồi tô vũ thế mà liên hệ trương trung hòa trương trung hòa vì đề tẩy sạch quan hệ với trương gia bắc khu chắc chắn sẽ không khinh xuất tha thứ cho lão hắn tuyệt đối sẽ không tông ta sẽ lấy đi tính mệnh của mình tô vũ cũng biết điểm này cho nên mới thản nhiên tiếp nhận 5.000 điểm công huân mà trương trung hòa tặng đây xem như là một giao dịch ngươi thì giao cho trương trung hòa còn ban thưởng công huân và chiến lợi phòng thì đều là của tô vũ đổi lại tô vũ sẽ không can thiệp vào việc xử trí mấy người kia nữa mà đối với tô vũ trương trung Hòa giết người diệt khẩu cũng được đào ra nhiều thứ hơn rồi lấy công trục tội cũng được ngược lại đều không có quan hệ gì với hắn hắn chỉ quan tâm tới việc thu tiền cận tiện còn bán một cái nhân tình cho trương gia dù sao đối phương cũng là một vị cường giả lăng vân cửu trọng cảnh chương 758, kiếm tiền đơn giản trương trung hòa nhẹ nhàng thở ra liếc mắt nhìn thoáng qua chỗ tô vũ ông cũng không nói nhả cấp tốc bùng nổ thần van phong cấm mấy người kia lại không cho Trương Vũ cơ hội mở miệng lần nữa, cái gì mà động lòng xấu xa, cái gì mà chỉ nghĩ cướp tiền ông chẳng nghe lọt chữ nào cả. Giờ khắc này, mấy người Trương gia Bắc khu bọn họ chính là vạn tộc giáo, mặc kệ nhận định hay không nhận định thì kết cục cuối cùng chính là như thế, giết cũng tốt, bắt về thẩm vấn cũng tốt, ông đều muốn chủ đạo, miễn cho bản thân lâm vào thế bị động, một khi để Trương Vũ mở miệng khai báo lung tung, ai quản thực hư thế nào, chỉ bằng vào cái thân phận phản đồ hiện tại thì cũng đủ kéo tới phiền phức ngập trời cho gia tộc nhà ông. May mắn vị dân hải vừa mới nãy đang giám sát trên cao kia cũng tính là người của cùng hệ với ông trương trung hoàng nghĩ tới đây thì lại nhìn tô vũ ánh mắt hơi khác thường không nghĩ vị kia lại âm thầm đi trao hộ đạo cho tiểu đồng học này là ý tư của hồ tổng quản hay là quyết định của hạ gia bất kể là ai tô vũ trong mắt ông bây giờ chính là một cỗ tiềm lực to lớn đích thật là một người vô cùng thông minh tô vũ không hỏi gì mặc kệ ông ra mặt xử lý tùy tiện đáp ứng đem người giao cho ông cái này chính là trí tuệ cho nên dù ông có phải bỏ ra năm nghìn điểm công hơn thì cũng vẫn thiếu hắn một món nợ ân tình trương trung Hỏa bất giác lại nhìn về phía hai cỗ thi thể trên mặt đất trong lòng càng thêm chấn động giết đằng không dưỡng tính chảm đằng không năm đó liễu văn ngạn cũng chỉ đến như thế Chuyên nhân thế hệ này của đa thần văn nhất hệ thật sự quá mạnh và lại so với liễu văn ngạn năm đó thì tô vũ lại càng biết điều hơn điệu thấp hơn năm xưa liễu văn ngạn khoa trương vô cùng kỳ thật xét ra thì cũng có quan hệ với hoàn cảnh lúc bấy giờ khi đó đa thần văn nhất hệ đều coi ông ta là lãnh tụ đời sau. Đáng tiếc Tô Vũ sinh lồng thời, nếu đặt tại thời kỳ đa thần văn cử thịnh như mặt trời ban trưa, lúc này, chỉ sợ hàng loạt đàng không lang vân đều sẽ cam tâm tình nguyện đi theo hắn. Tôn hắn lên làm người nối nghiệp đời sau, nhưng ý niệm này lóe lên một cái rồi nhanh chóng biến mất. Trương Trung Hòa cười nói, tiểu băng hữu mày sau nếu có gì phiền phức, tùy thời đều có thể bảo Trương Hào tới tìm va, chỉ cần là việc ta có khả năng thì tuyệt đối không chối tử. Lời này vừa nói ra, sắc mặt trương hào liền biến đổi Gia Gia, nói nghiêm trọng như vậy thì xen ra phần nhân tình ấy thiếu không nhỏ tô vũ cười hiền hòa trương gia gia khách khí ta cùng trương huynh tình như thủ túc là việc nên làm mà thôi trương trung hòa mỉm cười gật đầu điều khiển ba người bị phong cấm và hai bộ thi thể kia trôi nổi đi theo đoạn bảo tiểu bằng hữu hôm nay vất vả rồi ta hào ngươi ở đây bồi a à vũ chuyện phiếm vài câu ta còn phải lo xử lý mấy tên kia ta lập tức điều khiển nhân thủ phong tỏa nhà của trương vũ rồi kê biên tài sản của lão đến lúc đó dựa theo giá trị thực tế thì sẽ cho ngươi đưa qua cho tiểu bằng hữu trương gia gia ngay cứ lao viện đi trương huynh ở lại với ta là được rồi tô vũ nở một nụ cười đầy thân thiện trương trung hòa nhìn tô vũ rồi lại nhìn cháu trai nhà mình trong lòng không khỏi cảm khái xưa nay ông vẫn luôn thấy a hào văn võ song toàn dù cho triệu thế kỳ hay hồ thu sinh là từ đệ đại gia tộc thì trương trung hòa cũng không cảm thấy cháu trai mình kém cỏi gì so với bọn họ nhưng bây giờ nhìn lại không phải nói a hào là phế vật có điều so với tô vũ thì đúng là khó tránh khỏi có chút thổn thức Trương Trung Hòa cũng không nói thêm cái gì, mang theo mấy người đạp không rời đi. Trương Trung Hòa vừa đi, Trương Hào nhìn sang Tô Vũ một hồi, nửa ngày sau mới thở dài nói. Khoảng cách càng lúc càng lớn. Quá kinh người. Giữa tính chảm đằng không, một lần còn giết luôn hai tên, còn không phải là loại mới tiến dai, mà là đằng không tam trọng và đằng không ngũ trọng. Tâm tình Trương Hào thật sự phức tạp. Giờ khắc này, y phát hiện khoảng cách giữa mình và Tô Vũ quả thật rất lớn. Tô Vũ cười khích lệ. Cơ duyên xào hợp mà thôi, ngươi cũng có thể trương huynh chúng ta là một nhà không phải sao đúng vậy trương hào cười khẽ gật đầu kỳ thật y cũng không yếu y đã mở ra sau cái thần khiếu giờ phút này cũng đi tới dưỡng tính đỉnh phong thân thể là thiên quân cửu trọng gần nhất y không có ý định đánh bảng mà thôi thật muốn đánh thì 30 vị trí đầu trên bách cường bảng đều không thành vấn đề ta dinh đi đến một bước này đã là cực kỳ kinh diễm điều này có quan hệ với thức hải bí cảnh với công pháp mở ra thần khiếu mà lần trước tô vũ đưa cho y phải rồi mong rằng trương gia gia sẽ giúp ta giữ bí mật về chuyện ngày hôm nay một thời gian tô vũ thấp giọng dặn dò ngươi giúp ta chuyển lời với ngài ấy đi chút hư danh ấy khôn có ý nghĩa nào sẽ chỉ làm đối thủ của ta định nhân của ta càng coi trọng hơn ra tay càng tàn khốc hơn mà thôi ta hiểu rõ cây mọc thành rừng thời khắc này tô vũ thật sự chính là cái cây ưu tú nổi bật nhất ngay tại trận chẳng đằng không tin tức này truyền đi sợ rằng sẽ dẫn tới đại hạ phủ chấn động không giống như địch phong Tuy rằng gã cũng giết được một vị đàng không, nhưng người nào cũng biết rằng đó là bởi vì có cường giả áp trận, nhiều người hợp lại, cuối cùng vài vị học viên bách cường bảng đồng loạt ra tay mới cho Địch Phong cơ hội tự tay giết chết cường giả đàng không. Địch Phong đương nhiên không thể so sánh với Tô Vũ, Tô Vũ bên này tuy cũng có cường giả áp trận, nhưng hắn là tự mình giết hai tên đàng không, không hề mượn nhờ lực lượng của bất luận người nào. Tô Vũ vừa đi vừa thầm tính toán, lần này vận khí không tệ, kiếm lời được rất nhiều tiền, ba tên đàng không hậu kỳ 900 điểm công hơn, một tên trung kỳ, một tên tiền kỳ, 300 điểm công hơn. Cái này thu về cũng khoảng 1.200 điểm công hơn, quan trọng là còn được tính vào điểm công hơn tích lũy, mặt khác. Xét nhà trường ra, tốt xấu gì bọn họ cũng có tới 5 cường giả đằng không cảnh, dù cho sẽ không phân toàn bộ chiến lợi phẩm cho Tô Vũ thì đưa hắn 1-2 điểm công hơn cũng phải tới A. Lại thêm trường Trung Hòa đáp ứng tặng hắn 5.000 điểm công hơn, tính toán một thoáng, Tô Vũ cảm thấy khả năng có thể cầm về tay tầm 8.000 điểm, nếu vận khí tốt thì thậm chí còn có hy vọng thu được hơn vạn điểm kiếm tiền rất đơn giản a giết năm tên đằng không là được rồi tô vũ nghĩ rất dễ dàng trên thực tế thì đối với rất nhiều người mà nói đó là sự tình cả một đời vô phương hoàn thành dù cho lăng vân nhất nhị trọng mấy ai dám cam đoan có thể bắt được năm người này mà dù có bắt được thì cũng sẽ không có tình cảnh trương gia đưa tới 5.000 điểm công hơn hối lộ tô vũ hoàn toàn không có ý kiến gì về việc giao người cho trương trung hòa đổi mấy tên đó lấy mấy ngàn điểm công hơn về đây là một giao dịch thật sự hơi lớn cho cả đôi bên. Về phần hạ gia thì tin chắc hiện tại cũng đang ngó trường trương Trung Hòa. Cái này Tô Vũ liền mặc kệ. Trương Trung Hòa nếu thật sự có vấn đề thì hiển nhiên chạy không thoát khỏi ánh mắt của đại hạ phủ. Chuyện này hoàn toàn không liên quan tới hắn. chương 759, Hạ Hồ vư tới cõng nổi một đường đi. Rất nhanh đã về tới bên ngoài cửa thành. Tô Vũ sửa sang lại quần áo một chút, áo bảo trắng như tuyết, dưới bóng đêm càng thêm lộ ra dáng vẻ phiêu giật, áo trắng không ngủ máu, Tô Vũ giết hai tên đằng khôn. Có không ít huyết dịch bắn tung té trên thân. Bất quá đã bị tiểu đệ chữ máu thanh lý sạch sẽ, giờ phút này hoàn toàn không mảy may nhìn ra là hắn vừa mới trải qua một trận huyết chiến hung lệ. Trương Hào quay sang nói. Chúng ta vốn không cùng ra ngoài, lúc này ta nên rời đi trước. Miễn cho bị người khác suy nghĩ nhiều, Trương Huynh cứ tự nhiên, Tô Vũ cười, ngật đầu. À phải rồi, nếu Trương Huynh không chê phiền toái, đần đây giúp ta tạo thanh thế một phen. Không phải chuyện hôm nay, la chuyện cồn ào trong học phủ bữa giờ sự tình của học viên vạn tộc thì ngươi cũng biết ngươi giúp ta một chút học viên vạn tộc nên giết phải giết đã không phải tộc ta thì trong lòng át nghĩ khác tô vũ cười nhạt nói đơn giản mà nói dù chết cũng là chết vô ích mà nhân cảnh chắc chắn có đại âm mưu cái này chính sách của vạn phủ trưởng sẽ không cho phép tô vũ trần an không có việc gì vạn phủ trưởng cũng chưa chắc để ý bên trong học phủ thì đương nhiên sẽ bảo đảm an toàn cho bọn họ nhưng ra khỏi học phủ rồi thì còn ai rảnh mà để ý ánh mắt trương hào lóe sáng gật gật đầu rất nhanh bèn nói thật sự có tâm tư này thì chỉ cần mang theo vài người Người một nhà hoặc là người nhà như nhìn như kẻ địch vì chính bản thân mình mà chiến minh một thoáng rất nguy hiểm không có việc gì tô huyên cần thì tùy thời đều có thể kêu ta trương hào không quá để ý thấp giọng nói đúng rồi truy hiện ngày hôm nay không sớm thì muộn cũng sẽ bị người biết tốt nhất vẫn là ngươi nên muộn đó để giật dây một phen ngươi bên này dù cho long võ vệ ra tay hoặc là những người khác ra tay nhưng sự thật vẫn là ngươi cắn chết trương gia muốn hại ngươi chưa hào cười khẽ Đi vị thâm trường nói chẳng phải sao rõ ràng là chi mạch của trương gia muốn hại ngươi ngươi cùng ta là địch trong mắt mọi người chính là như vậy tô vũ gật đầu cười nhếch môi hường y khoác khoát tay hai người mỗi người đi một ngả sự tình không sớm thì muộn cũng sẽ bại lộ điểm này không cần phải nói không nói tới những cái khác chỉ riêng chuyện điểm tích lũy của hắn thì tăng vào thì bảo đảm những người khác sẽ dòng ngó tới nguyên nhân hạ mập mạp tô vũ nghĩ tới một người hôm nay hạ mập mạp đi cùng với ta ngươi của y giết đối phương thế nhưng bị ta bổ thêm đao dẫn tới mất mạng cho nên điểm tích lũi coi như là của ta nói như thế sẽ có người tin không sau một khắc truyền âm phủ của tô vũ xuất hiện lần nữa qua một hồi hà Hồ vưu và một vị lão già chạy tới thờ gấp nói ta còn đang bận muốn chết ngươi gọi ta tới đây làm gì đi cùng ta vào thành đi tô vũ cười tủm tỉm khoác vai cậu ta hảo huynh đệ tự nhiên ta muốn đi cùng người ta nói này chúng ta nửa đường gặp nhau ngươi còn cứu mạng ta còn tặng không cho ta một đại công lao lớn ngươi tốt với ta như vậy chẳng lẽ bây giờ huynh đệ mình lại không cùng vào thành mà lại còn muốn tách ra sao hạ hổ vưu sửng sốt một chút tiếp đó hiểu được ý định của tô vũ liền cả giận mắng má lại muốn hố người nào tiểu tử nhà ngươi tâm địa thật xấu xa tô vũ bật cười dùng tay bóp bóp nọng cằm của hạ hổ vưu xem ngươi nói kìa ta không có hố người trừ phi đối phương không phải người, kẻ muốn giết ta. Có ác ý với ta thì đều không phải là người, ta là học viên thiên tài, là nghiên cứu viên thiên tài, sự tồn tại của ta sẽ mang đến nhiều lợi ích cho đại hạ phủ. Điểm này thì hẳn là hạ điện hạ của chúng ta càng rõ ràng hơn ai hết, hạ gia coi trọng nhân tài cho nên hạ gia mới có thể trường trì kiều an như thế. Hạ hổ vưu bĩu môi, lời nói này hưởng, tức cái là không phản bác được, Một chút là ngươi suốt ngày làm ra động tĩnh lớn như vậy, không sớm thì muộn cũng giấu không nổi nữa, không nhắc tới chuyện đó nữa. Hạ Hổ Vư quan tâm tới vấn đề khác, ngươi thật giỏi. Hai kẻ kia là do ngươi giết à? Kỳ thật ba nãy Hạ Hổ Vư cũng ở gần hiện trường, đang tiếc không tiện tới vần Quan chiến nên không thấy rõ được tình huống. Nếu là một mình Tô Vũ giết chết đằng không đệt, cái tên này quá mức đáng sợ. Tô Vũ lơ đãng đáp, ngươi tới thì ngươi cũng giết được thôi. Hai thần khiếu nhiều như vậy, giết một tên đằng không yếu ớt thì có gì khó khăn? Tô Vũ cười ha hà nói tiếp, chỉ cần ý chí lực đầy đủ thì một khi tiến cấp, chúng ta đều có thể lên thẳng đằng không cửu trọng. Giết một tên chiến giả phế vật chỉ khai khiếu 60 cái thì ai trong số chúng ta mà chẳng làm được, không ai phản bác lời Tô Vũ nói. Khóe miệng lão giả đứng bên cạnh Hạ Hổ Vưu co giật một thoáng, sau một khắc, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, ông không muốn nghe nữa. Đứng đây để nghe hai tên dưỡng tính đao to búa lớn nói giết mấy vị đang không đơn giản như thế nào à? Dù là Sơn Hải ở đây thì cũng có chút khó mà chịu đựng được, Tô Vũ cũng không để ý. Người Hạ Hổ Vưu mang tới thì hẳn là dòng chính hạ gia, hoặc không thì cũng là đại tướng trung thành ở đại hạ phủ tuyệt đối không thể bày tỏ thái độ địch ý với hạ gia, nếu không sẽ chết rất khó coi. hạ hổ vưu cũng lười nhiều lời, cậu nhảy lên địa long thú, tô vũ cũng vội vàng đạp không nhảy lên, địa long thú cấp tốc chạy, rất nhanh, cả hai đã tiến nhập khu nội thành. tô vũ cùng hạ hổ vưu ngồi trên địa long thú, thấp giọng nói chuyện với nhau. tô vũ thuận tiện chùi một ít máu lên trên thân hạ hổ vưu, cũng mặc kệ cậu ta phản đối hay không phản đối, ngươi là ngươi giết, công lao thì ta đi lĩnh. không rõ lão gia tử trương trung hòa có vấn đề gì hay không nhưng tốt nhất vẫn nên điều chỉnh vị trí một chút. Tô Vũ cười bảo, mà này, chẳng qua là ta lắm lời đề nghị tí thôi, đừng bảo với nhị gia gia của ngươi là ta nói đấy, có điều người trương gia đêm nay đã hù dọa dạ điện hạ của chúng ta một phen như vậy. Không trừng phạt chút nào thì cũng khó mà ăn nói. Có đúng không? Hà Hồ Vương mệt mỏi liếc nhìn hắn, Tô Vũ, ban đầu ngươi đâu có âm hiểm như thế, hiểm sao? Tô Vũ bật cười, xua tay phản bác, ta chẳng qua là thuật thế mà làm thôi. Sao lại nói là âm hiểm được? huống chi văn minh học phủ không có không gian cho người đơn thuần sinh tồn cứ ngốc nghếch mà theo học ở đây thì liệu có nhanh tiến bộ được không hạ hổ vưu im lặng tô vũ nói không sai tại văn minh học phủ ngươi không nhanh chóng thích ứng cấp tốc dung nhập thì ngươi rất nhanh sẽ trở thành ngoại tộc từng bước đi sẽ cực kỳ gian năn vất vả trừ phi có người bảo kê cho ngươi bằng không ở đâu ra sẽ có miếng bánh ngon tự rớt vào trong đĩa của ngươi phải biết lúc nào chung quanh cũng có một đám gia hỏa âm hiểm chỉ luôn trực chờ thủ tiêu đối thủ cạnh tranh giúp mình thuận lợi thượng vị ở văn minh học phủ này thật sự không có đất dung sống cho kẻ ngốc mít đơn thuần tô vũ cười một tiếng tông tình không tệ hắn hỏi làng sang chuyện khác mấy loại tinh huyết ta nhiều ngươi mua ngươi đã mua chưa đang hoang hàng cho ngươi đây bao nhiêu tiền có mấy loại giá cả không thấp nhất là tinh huyết long tộc đây là một trong những chủng tộc cử đại không kém gì thần ma xem vận khí đi vận khí tốt thì một giọt tinh huyết chỉ tốn mấy trăm công hoan vận khí xui xảo thì sẽ đắt ngang ngửa với tinh huyết thần ma, tổng cộng đại khái cần chi bao nhiêu? Tối thiểu phải 2000 điểm, thật đắt, Tô Vũ im lặng, suy nghĩ một chút mới đáp, tính 1900 điểm đi, cộng thêm trước đó ta còn thiếu 13 3000 điểm công hơn, đợi bên chế phát tiền thừa xuống ta liền mang qua trả nợ, đợi có tiền rồi thì hắn cần phải ưu tiên trả hạ hồ vưu trước, làm dược phải uy tín thì sau này đôi bên mới hợp tác tốt, còn về phần Trịnh Vân Huy thì để xem tình huống đã. Không có tiền liền không trả, một bản tịnh nguyên quyết dư dài đưa cho Trịnh ra để truyền thừa ra ngoài cũng tốt. Chương 760, ngươi cố ý đối nghịch với ta. Chuyện đấu giá thì Tô Vũ Khôn quá muốn làm, thứ nhất là nguy hiểm lớn, thứ hai là Tô Vũ cũng khôn muốn mọi người lại nhìn chằm chằm vào Đa Thần Văn nhất hệ và hắn nữa. Tô Vũ đang nghĩ tới đây thì bỗng nhiên cảm giác thần văn chữ của mình dường như có dấu hiệu tấn cấp, hắn giữ người lại, "Ý gì?" Đẹp, ngại nó, "Ý gì vậy? Ta chỉ đang tập trung suy nghĩ một số việc, ngươi lúc này lại đòi tấn cấp, rốt cuộc là ngươi có ý gì?" Giờ phút này, thần văn chữ máu ngôi và sát của hắn đều đã tấn cấp đến nhị giai mấy tiểu đệ tới sau như đau phá chiến vạn đều đã bước tới giai đoạn sắp sửa tấn cấp riêng thần văn chữ hỏa thì còn chưa có dấu hiệu gì tổng cộng lại thì tô vũ sắp có 7 miếng nhị giai thần văn có điều tiểu từ chữ chết tiệt kia vốn dĩ trước đó khi hắn hấp thu thần vận của vị nhật nguyệt kia thì nó đã có khuynh hướng tấn cấp nhưng sớm không chịu muộn cũng không chịu vừa vặn ngay lúc tô vũ đang suy tính sự tình quan trọng thì nó lại đòi leo cấp có khác gì ám chỉ vì tô vũ suy nghĩ hết sức âm hiểm cho nên nó mới nhờ đó mà thuận lợi tiến cấp tô vũ rất muốn mắng thần van ta không phải loại ngươi như vậy tiểu tử nhà ngươi cố ý đối nghịch với ta có phải không ngay lúc tô vũ đang di chuyển trở về học phủ thì ở nội thành đại hạ phủ đã dâm gian truyền đi một đạo tin tức học viên thiên tài tô vũ bị người ta tập kích ở ngoài thành đối phương là năm cường giả đàng không có hai tên bị giết ngay tại chỗ ba kẻ còn lại thì đều bị tóm về quy án nếu tin tức không sai thì hẳn cả năm người đều là giáo chúng vạn tộc giáo mà rất nhanh lại có tin tức truyền đến nói rằng năm cải kia chính là nam gia hỏa đại ngu ngốc thời điểm bọn chúng tấn công tô vũ thì có người hạ gia ở đấy bọn chúng còn chưa làm được gì tô vũ thì cả bọn đã phải đi chịu chết đúng là chưa bao giờ thấy qua loại người nào ngu tới vậy người hạ gia có mặt mà ngươi cũng dám ra thay muốn chết sao nguyên bản hạ hồ vưu không quá nổi danh thì giờ khác này đã có chút danh tiếng nho nhỏ thượng tầng thì đều biết cậu ta là con trai của hạ long võ nhưng phần lớn thì đều mù mờ thông tin, chỉ biết rằng hạ gia còn có một người tên là Hạ Hồ Vưu mà thôi. Đại Hạ phủ, một gian phòng trong mật thất, một vị lão nhân ngồi bất động trên ghế, trong tay giết chặt một viên truyền âm phù, đúng là mấy tên đần độn, Hạ Hồ Vưu ở đó mà cũng dám tấn công Tô Vũ, lại mạng mình quá dài à. Lão nhân cực kỳ phẫn nộ. Đương nhiên, lão cũng biết kỳ thật trách không được mấy người kia, thân phận của Hạ Hồ Vưu là chuyện tuyệt mật, ngươi biết khôn nhiều dù cho vạn tộc giáo có kẻ biết được thì cũng tuyệt đối không loạn truyền lung tung xuống người ở phía dưới chính vì không biết hạ hồ vưu là ai cho rằng cậu ta cũng chỉ là một học viên tầm thường cho nên mới định tiện tay bắt cả tô vũ và đối phương lão nhân đoán hẳn đây chính là tâm tư của mấy tên đần trương vũ nhưng lần này thì xui xẻo rồi chọc chúng tổ ong vào vẽ hiến phiền phức ngập trời hà ra bên này một khi thật sự nổi giận thì chính là rắc rối cực lớn tô vũ thế mà lại ra ngoài cùng hạ hồ vưu đây cũng là chuyện lão hoàn toàn không ngờ tới lập tức co vào hết thảy tất cả mọi người kín tiếng một chút, không được tùy tiện loạn động. Những ai có quan hệ gì với đám người Trương Vũ thì mau chóng tẩy sạch bằng chứng đi. Trương Trung Hỏa đa điên cuồng điều tra nhằm lấy công trục tộc với Hạ gia, cho nên chắc chắn ông ta sẽ tìm cơ hội thủ tiêu mấy người Trương Vũ, không cho bọn họ có cơ hội mở miệng. Chúng ta không được mạo hiểm. Hạ gia khẳng định đang ngó chừng chằm chằm, sắp tới điệu thấp một chút, ngân nhất không được gây ra bất kỳ động tĩnh gì. Lão nhân vội vàng hạ lệnh, cảm thấy thật đau xót. Lần này tổn thất năm vị đàng không, đều là cơ sở ngầm đã ngủ đông nhiều năm, bị hủy đi như vậy khiến lão vô cùng tiếc nuối. Tô Vũ bên này thì phải điều cường giả có đẳng cấp cao hơn tới, sau lần đà thảo kinh xà đêm qua thì chắc chắn hắn sẽ cảnh giác hơn nhiều, điều chỉnh lại nhiệm vụ, tối thiểu phải đến Lăng Vân thì mới có thể nhận nhiệm vụ, mặt khác. Lại tăng thêm 5.000 điểm cống hiến tàng phần thưởng, người hạ gia và án thân thiết với nhau như vậy. Có lẽ một phần là vì thiên phú của hắn quá mạnh, một phần khác là do lý luận nguyên thần khiếu của Tô Vũ thật sự có khả năng ra kết quả lão nhân đưa xuống từng mệnh lệnh một hiện tại lão đã xem tô vũ là đối tượng nguy hiểm cấp cao sau lần này sẽ càng có nhiều người đánh chú ý lên tô vũ hơn bởi vì con số 13.000 điểm cống hiến thật sự là quá quá lớn năm vị đằng không đều thất bại tuy nói là có nhân tố ngoài ý muốn nhưng cũng có thể xem đây là vận khí của tô vũ tu giả đều rất coi trọng vận khí vận khí tốt cũng là một loại năng lực đằng không không giết được tô vũ vậy thì hãy để lăng vân xuất động còn về Vân sơn hải thì tạm thời không nên động tĩnh lớn quá dễ gây sự chú ý tới mọi người. Chỉ e sắp tới Tô Vũ sẽ không dám ra ngoài học phủ nữa. Truyền âm phủ chấn động, có người đáp lại lão nhân. Lão nhân trầm ngâm chốc lát mới nói. Chưa hẳn, cứ cho người quan sát hắn chầm chầm đi. Lý luận nguyên thần khiếu chỉ vừa mới đưa ra, nào có kết quả nhanh như vậy được, và lại Tô Vũ cũng chỉ là có khả năng thành công mà thôi. Đó cũng là do hắn khai khiếu quá nhiều người ở đầu dây bên kia nghe vậy thì không nói thêm gì nữa. Đúng là không vội, hạng mục nghiên cứu lớn như thế dù cho tô vũ thật sự là thiên tài thì không mất 10 năm 8 năm cũng khó mà làm ra được kết quả gì lão nhân suy nghĩ một chút bỗng nhiên thất tiếng phụ thân của tô vũ đang ở trấn ma quân có đúng không gần nhất chủng tộc đối đầu với trấn ma quân là bên nào nhìn thử xem có thể liên hệ với bọn chúng hay không tốt nhất là để bộ tộc kia bắt sống được phụ thân hắn trên chiến trường coi như lá bài tẩy và đường lui cho chúng ta sau này một khi tô vũ thật sự nghiên cứu ra kết quả đại hạ phủ chắc chắn trước tiên khống chế hắn không chê sở nghiên cứu nguyên thần trừ phi tô vũ không chịu nói cái kia liền cần vốn liếng hiểu rõ cấp dưới đáp lời lão nhân nhẹ nhàng thở hát ra trầm ngông suy tư nếu tô vũ thật sự nghiên cứu thành công thì quả thật đúng là chuyện tốt vạn tộc giáo cũng đều là nhân tộc có thể tu luyện thế nhưng cái kết quả ấy tuyệt đối không thể bị đại hạ phủ lấy đi bằng không cái kia chính là phiền toái lớn đại hạ văn minh học phủ tô vũ vừa trở về không lâu thì sự tình hắn bị tập kích đã được mọi người trong sở nghiên cứu truyền tai nhau tường tận nguyên thần sở nghiên cứu Khương Mục cao mày nói. Lá gan của đám gia hỏa vạn tộc giáo càng lúc càng lớn như vậy, vẫn còn chưa xác định được có phải là vạn tộc giáo hay không mà. Tô Vũ cười cười. trấn an bọn họ, không có việc gì, dù sao ta cũng không bị thương. Mua ra thì ngược lại không bình tĩnh nổi, nàng nổi nóng quát. Sư đệ, mau về bảo sư phụ cùng sư tổ ra mặt cho ngươi đi, bằng không những tên khốn kiếp kia vẫn cứ nhìn chằm chằm vào ngươi thì phải làm sao. Sư tỷ, điệt nhào mà thôi, Tô Vũ vì cười trấn an nàng. Đừng lo lắng, ta thật sự không sao. Và lại ngươi cũng không biết hạ hổ vưu oai phong như nào đâu. Búng tay một cái thôi là lập tức có người thay hắn tiến lên thủ tiêu đám đằng không kia liền. Nói xong, hắn lại ra vẻ thần bí thì thầm. Tên hạ hổ vưu đó cứ khăng khăng mình chỉ là nhánh nhỏ trong hạ gia. Ta chẳng tin, hắn ra ngoài còn có sơn hải hộ đạo kia kìa. Ánh mắt hồ thu sinh dị dạo nhìn tô vũ. Ngươi là thật sự không biết hay đang giả vừa thế. Hạ hổ vưu người ta đương nhiên không phải là dòng nhánh của hạ gia. Thế mà bị ngươi sai xử không khác gì cháu trai, nhiều lúc hồ thu sinh cũng không thể xác định được thông minh như tô vũ thì đến cùng là đã phát hiện ra thân phận của tiểu mập mạp hay chưa về phần chuyện tô vũ bị tập kích đêm nay thì hiện tại y vẫn chưa nhận được tin tức gì cho nên tô vũ nói thế nào thì chính là thế đó tuy không mảy may nghi ngờ nghe hắn dỗ dành ngô ra một hồi hồ thu sinh thở dài nhắc nhở ngân nhất ngươi cẩn thận một chút đi không có việc gì thì đừng ra khỏi họp phủ nữa